Và từ đó thì mọi người có thể lựa chọn những cái như là nguyên liệu này hay là máy móc phù hợp với cả cái mô hình, cái concept mọi người hướng tới. Sau đó thì anh Tây Đình cũng sẽ chia sẻ về cái việc xây dựng cái quán, quá trình thi công thì những cái phần nào mình nên tập trung, còn những cái phần nào thì mình có thể điều chỉnh về cái chi phí của mình muốn bỏ vào, chi phí mình đầu tư vào. Sau đó thì bọn mình sẽ nói về cái việc đó là vận hành, từ nhân viên cho đến việc quản lý về nguyên vật liệu và việc sử dụng cà phê làm sao cho hiệu quả nhất, cũng như cuối cùng là sẽ nói về các cái hoạt động liên quan đến marketing, cũng như là chia sẻ một chút về những cái định hướng trong cái khoảng thời gian Covid này. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung mà sẽ nằm trong cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Thì để khởi đầu thì mình sẽ hỏi anh Kaden về cái thị trường cà phê Việt Nam một chút, xem anh Kaden sau một thời gian sinh sống ở cũng như là hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thì nghĩ gì về thị trường của Việt Nam mình. How do you think about the Việt Nam coffee market? I think in Vietnam, the biggest difference from the coffee shop in Malaysia is in Malaysia, you must serve food. Anh ấy còn nói là cái thị trường Việt Nam, cái thị trường cà phê ở Việt Nam thì cái điểm đầu tiên nó khác so với cả thị trường ở Malaysia, đó là các quán cà phê ở Malaysia thì luôn luôn phục vụ kèm với cả đồ ăn trong quán cà phê. Sales of the food is always about 50% and above of your revenue. Đó. Thì trong một cái menu, một cái cấu trúc thì thông thường đồ ăn nó sẽ chiếm khoảng hơn 50% cái số lượng trong một cái menu cũng như là cái số lượng bán á. So when I come to Vietnam, like, wow, this is heaven. You only can open coffee shop and selling coffee. Thì khi anh Gia Đình đến với Việt Nam thì anh Gia Đình nói thị trường Việt Nam đúng là một cái thiên đường. Đó. Vì ở đây mình chỉ cần mở quán cà phê và bán cà phê thôi là đủ rồi. I start to do research about the market. And I realized like a lot of people they like to drink coffee outside coffee shop. Outside. In the coffee shop. I mean, not drink at home. Thì anh ấy bắt đầu làm những cái nghiên cứu và anh thấy rằng là ở thị trường Việt Nam thì đa số khách hàng thích ra ngoài uống cà phê hơn là uống cà phê tại nhà. In many countries, actually, a lot of people they prefer to drink instant coffee at home. Thì ở một số quốc gia thì người ta lại chuộng được việc uống cà phê hòa tan tại nhà hơn là đi ra ngoài. I found online there's a company they are collect the statistics. They research about the coffee drinker in Vietnam. For all coffee drinker up to 75%, they only drink coffee in shop. Thì anh Kaden có tham khảo số liệu tại một cái công ty họ chuyên làm các bài thống kê về các cái thị trường tiêu dùng trên thế giới, thì người ta thống kê rằng là tại Việt Nam thì có khoảng 75% khách hàng sẽ ra ngoài uống cà phê thay vì việc uống cà phê tại nhà. So we don't talk about specialty or what, we just talk about coffee today. Thì anh Kaden chỉ đây là mình sẽ không nói về là cái cà phê đặc sản hay là cà phê thông thường, mà đây là ngành cà phê nói chung với thị trường cà phê nói chung tại Việt Nam. Câu hỏi thứ hai muốn đặt cho anh Kaden đó là cũng là một câu hỏi của một bạn tham gia, đó là cái thị trường cà phê tại Việt Nam đến thời điểm này thì nó đã bão hòa hay chưa và nó có thể phát triển được nữa hay không? Someone Anh Kaden có nhìn thấy một số bạn đang giơ tay thì mình sẽ dừng lại một chút. Sơn you Tiểu Anh. can type the message maybe. Mời bạn bằng trước đi. Free. Bạn đang đang tắt tiếng à? Okay. Thế thì em mời. Chắc là không lúc đầu có thể. Ok, tức là lúc anh giơ tay thì nó lại đúng không? Nhưng mà quên chưa bỏ tay xuống. Đó. Ok, Thì chúng ta sẽ tiếp let's tục. The second question is, do you think the market can be more or not? Of course, like when people always ask like, can this market develop more or is this already saturated? I think for coffee drink, coffee always no. Mình có thấy một số bạn hỏi là cái thị trường Việt Nam là bão hòa hay chưa, hay là có nên mở cà phê vào thời điểm này hay không? Thì anh Kaden nghĩ là với thị trường cà
thuê thì nó vẫn luôn luôn nó làm cái nhu cầu của con người và nó sẽ không bao giờ nó dừng lại và nó luôn có cái thị trường để phát triển. Yeah. Coffee and tea and like alcohol, yeah, it's a market like it's always develop. Yeah. Thì anh Jordan còn nói là với cái thị trường như là cà phê này, trà hay là những cái đồ liên quan đến cồn thì những cái thị trường này nó luôn luôn phát triển. Yeah, because this is not only a trendy thing. Yeah, it's in the long history. Yeah. Yeah. Thì ba cái đồ uống cơ bản phía trên thì đó là không phải là những cái đồ uống theo trào lưu theo phong trào mà nó đã có một cái truyền thống từ rất là lâu rồi và mình thấy là từ xưa đã có và bây giờ vẫn đang có, tức là nó luôn luôn vận hành và luôn luôn phát triển. Yeah, you see coffee from 10 years, 20 years ago. Yeah. It's still coffee. The thing changes, people change the way, the habit. Yeah. To drinking coffee. Đó. Thì chúng ta có thể thấy là cách đây khoảng 10 năm, 20 năm thì vẫn có cà phê, bây giờ vẫn có cà phê. Tuy nhiên thì cái khác nhau đó là cái người uống bắt đầu họ đã thay đổi những cái thói quen, những cái cách uống cà phê khác để phù hợp với cả thời điểm hiện tại thôi. Yeah. So, I think no matter how, you still have a young generation coming up. Yeah. Yeah. So maybe like you see in Vietnam, the biggest difference is this 5 years, but 5 to 10 years. So when the market open up, more and more people like get know many way to drink coffee. Yeah. So they start to change the habit. They try to follow and see how other country people drinking coffee. They try to bring the coffee culture into Vietnam. Yeah. Some try to blend like Vietnamese coffee with new drinking culture. Okay. Yeah. Thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái số lượng giới trẻ rất là lớn và trong khoảng 5-10 năm trở lại đây thì bắt đầu cái trào lưu là các bạn đi du lịch này, đi ra nước ngoài học và các bạn được biết nhiều hơn về các cái phương pháp uống cà phê và dần dần các bạn sẽ mang cái phương pháp mới đấy để về du nhập vào trong cái thị trường của mình, nên là càng ngày cái thị trường cà phê nó sẽ càng phát triển theo nhiều hướng khác nhau chứ không sẽ không bị bão hòa và sẽ không dừng lại. One thing my personal experience and feeling, I visit to Hanoi City about almost 9 years ago. Mm-hmm. So there's a few street in Hanoi is they call Coffee Street. Yeah. I think many of you know where is the Coffee Street. Yeah. Yeah. One of the street is Chu Viet Vuong. Yes. So Chu Viet Vuong. Last time all the street two side have many shop, people just sit around the street and drink coffee, right? Yes. So you see, now the consumer habit is changing. Just in these few years, yeah, right. You can see all those shop are closing or business go down. Yeah. Yeah. But all the new coffee shop are open around them. Yes. Yeah, and full of customer. Yeah. thì chúng ta có thể thấy là đây là cái chia sẻ cá nhân của anh Kevin thôi. Thì anh Kevin đến Việt Nam, cụ thể là Hà Nội cách đây khoảng 8 đến 9 năm. Thì anh Kevin có thấy một số các con phố mình hay gọi là phố cà phê, và cụ thể ở đây là mình có phố Triệu Việt Vương, đúng không? Rất nhiều các quán cà phê và mọi người ngồi một cách ngoài vỉa hè rất là đông. Thì sau một khoảng thời gian thì mọi người có thể nhận thấy là khoảng vài năm gần đây thôi, cái phố Triệu Việt Vương một số quán cà phê cũ đã có thể là đóng, nhưng mà xung quanh đấy thì bắt đầu có những quán cà phê với những cái mô hình hiện đại hơn họ mở ra và khách hàng cũng rất là đông. Ví dụ mọi người có thể ngay gần Bùi Thị Xuân là ngay gần Triệu Việt Vương có Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân. Yeah, you can see the coffee house. Đó. Yes. Thì mọi người có thể nhìn thấy coffee house ở cái Bùi Thị Xuân thôi. Đấy là một cái concept khá là khác so với cái truyền thống và cũng rất là đông khách. Đó. Thì đấy mọi người có thể thấy là cái thị trường nó luôn vận động như vậy. Yeah, and most of their customer you can see like is office people around. Đó. Thì mọi người có thể thấy là cái tập khách hàng của coffee house là rất nhiều người dân văn phòng ở các cái văn phòng xung quanh đấy, các cái công ty xung quanh đấy. Yeah, one thing you can observe is more and more like office people. They are changing their habit from sitting on the street drinking coffee, go to a cafe. Đó, thì hiện tại bây giờ mình thấy có rất nhiều dân phòng họ bắt đầu chuyển cái thói quen là ngồi ở vỉa hè nên là ngồi ở những cái quán cà phê mà có cái vị trí ngồi thuận lợi hơn cho việc là làm việc working. Yeah, not only working, also talking after lunch. Yeah. Ngoài việc làm việc ra thì có thể là tán gẫu sau bữa trưa đấy, thì dần dần dân phòng họ đang có cái sự dịch chuyển về cái thói quen sử dụng cà phê như vậy. Ok. Thì vừa rồi là một số các cái chia sẻ của anh Kevin về cái thị trường Việt Nam theo ý kiến cá nhân của anh Kevin. Thì mọi người có thể có những câu hỏi gì thì mọi người để có thể viết lại và đến cuối ở cái phần mà trao đổi thì mình sẽ nói kỹ hơn, trao đổi nhiều hơn. Ok.
Thì khi mà mọi người tiến hành là mở một cái quán cà phê thì việc đầu tiên là phải hình thành một cái ý tưởng trong đầu, đúng không ạ? Mình nghĩ đến rất nhiều các quán cà phê mình đã từng ngồi, một số quán mình thích ở điểm nọ, mình thích ở điểm kia, và mình muốn lấy cái nọ của quán này, muốn lấy cái nọ của quán kia, đúng không ạ? Để hình thành một cái quán cà phê cho riêng mình. Đó, thì cái đấy mình hay gọi là một cái ý tưởng hay là một cái concept, một cái chủ đề muốn đi theo. Thì câu hỏi bây giờ mình muốn đặt cho anh Kaden là vậy thì theo anh Kaden, cái định nghĩa về concept, định nghĩa về ý tưởng của quán cà phê nó là gì, và tại sao hay là nó có quan trọng hay không? How do you think what is a concept meaning? Is it important or not? How to say, like, well, before we talk about concept, okay, we talk about another word. Yeah. Okay. People always say, like, yeah, we must do marketing. Marketing, yeah. Okay. But please think before this. Do you think 10 years, 20 years ago, the marketing existing? Thì trước khi nói về cái khái niệm concept thì anh Kaden có muốn nói đến một cái từ khác, đó là từ marketing. Hiện tại bây giờ mọi người nói là khi muốn mở quán cà phê thì để mà truyền tải ý tưởng thì phải làm rất là nhiều hoạt động marketing, đúng không ạ? Thì anh Kaden có hỏi mọi người thử nghĩ xem khoảng 10 đến 20 năm trước, liệu cái khái niệm marketing nó đã tồn tại hay chưa? Yeah, and what is actually marketing? Và thực sự marketing nó là gì? So, no matter when, what is your generation? Marketing is always there, yeah. But their format is different. Okay. Thì với anh Kaden thì mặc dù là các thế hệ khác nhau thì cái việc marketing nó vẫn cứ tồn tại, chỉ là nó ở các cái dạng khác nhau thôi. Yeah. Because this day the social media and internet is really developed. Yeah. Yes. So marketing become a very heavy part online. Thì chỉ là có hiện tại thì mà các cái mạng xã hội nó phát triển một cách mạnh mẽ. Thì cái việc mà làm marketing ở trên trực tuyến, trên online nó là một cái phần quan trọng trong trong việc mà mình muốn quảng bá hình ảnh của quán cà phê thôi. But about the concept of the shop, like how you design, how you want the way of the business running, all this is a part of marketing. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mà cái ý tưởng của bạn như thế nào, bạn xây dựng quán trang trí ra sao, và cái những cái mà bạn muốn đặt ở trong quán truyền tải cho khách hàng là như nào, thì nó cũng vẫn là một phần của marketing rồi. Marketing is something like you want to deliver the message to you, how you deliver. Thì với anh Kaden thì cái việc marketing đó là làm thế nào để bạn có thể truyền tải cái thông điệp của bạn đến với cả khách hàng mà bạn mong muốn. Coffee shop, very straightforward, is the concept of the shop. Thì với cái quán cà phê ấy, thì nó là một cái con đường rất là thẳng, rất là trực diện, đó là cái ý tưởng của quán luôn. Yeah, for let's take some example. Let's take some coffee shop here, like cốc cà phê. Okay, thì anh Kaden muốn lấy một số các cái ví dụ về các quán cà phê hiện tại đi, thì về cốc cà phê trước đi. Yeah. What do you think the concept? What do you think the concept of cốc cà phê? I think the concept of cốc cà phê is something quite old. People can sit here and think about a bit for the their memory. Yep. And when you come, it's very comfortable. You can sit all inside, outside. Okay. Do you see a lot of young people? Oh yes, of course. Okay. Thì anh Kaden có hỏi mình là cái concept của cốc cà phê thì mình nghĩ thế nào về concept của họ, thì mình nghĩ là một không gian thì thời điểm đầu thì khá là hoài cổ cho những người khi mà đến thì họ có thể là nhớ về một số những cái trải nghiệm trước đấy, và cái không gian thì khá là thoải mái, ngồi ở trong nhà cũng được và ngồi ở ngoài cũng được. Đó, thì họ hướng tới một cái gì đó thân thiện. Thì anh Kaden có hỏi ngược lại mình đó là ok, nếu mà hoài cổ thì mình có thấy là tại sao lại rất nhiều người trẻ họ cũng ngồi ở cổng hay không? Ok. Yeah, I think this is a very good example, like somehow they want to do, they are trying to improve something from traditional. Okay. Thì anh Kaden còn nói là cái cốc cà phê ấy là một cái ví dụ rất là tốt cho cái việc mà họ muốn tạo một cái điểm mới cho những cái truyền thống cũ. So, very clear, you go to this coffee shop, you will order pour over. Okay. Yeah, the concept is really clear. Yeah. So you will order like or the famous their signature cà phê cốt dừa. Cà phê cốt dừa. Yeah. Do you like it?
Yes. Thì cái concept của cậu họ đã truyền tải một cách rất là trực tiếp và rất là rõ ràng. Khi mà mình đến cộng cà phê thì đương nhiên trong đầu, kể cả mình chưa nhìn thấy menu, mình ngay lập tức mình sẽ không nghĩ đến những sản phẩm như là pour over, mà ngay mình nghĩ đến những cái sản phẩm truyền thống như là cà phê nâu này, cà phê bạc xỉu, và đặc biệt là cà phê cốt dừa, một cái sản phẩm cực kỳ là signature, đặc trưng của cộng cà phê. Và anh Kaden có nói là thời điểm đầu khi anh Kaden đến Việt Nam, anh Kaden rất thích cà phê cốt dừa của cậu. So first thing about concept, we don't talk about target market. First, we talk about the concept. So the concept you are thinking must be matching. Everything must be matching what you want to deliver. No. Thì khi mà mình nói về concept thì mình chưa nói vội đến những cái thị trường mà mình đang nhắm tới, mà mình chỉ muốn, mà mình nên xem là tất cả những cái thành phần bên trong của quán cà phê mà mình đang định muốn làm, nó đã hợp lại với nhau để thành cùng một cái concept đấy chưa, hay là đôi khi là đồ uống thì lại một kiểu, nhưng mà decor quán, bàn ghế lại một kiểu khác chẳng hạn, đó thì nó không có hợp nhau. Ok. Yeah, or you walk in whole interior and the menu you feel something strange, mean your concept and the positioning did not straight to the point. Hoặc là khi mà mình đến mình nhìn xung quanh các cái nguyên liệu và tự nhiên có một số các cái món mà nó lệch ra khỏi các cái nhóm đồ khác và mình thấy nó bị chênh, nó không có hợp nhau á. Yeah. So every coffee shop like all branded because they are already open for a long time. Yeah. Like you see Starbucks. Mm. Yeah, you see all these shops, they have their concept. Mm. Like we already know what we expect from this. Thì ví dụ như là một số các cái chuỗi cà phê, một số các cái hãng lớn cà phê, vì là họ đã hình thành từ rất lâu đời và họ vẫn đang phát triển, ví dụ Starbucks chẳng hạn, thì họ đã hình thành được một cái concept riêng của họ, tức là khi mà khách hàng nghĩ đến Starbucks là họ đã nghĩ ngay là họ có thể có được những cái gì từ Starbucks rồi. Yeah, even I go to Highland, I know like what to order. À, hoặc là anh Kaden khi mà đến Highland là ít nhất anh Kaden đã nghĩ trong ngay trong đầu là anh Kaden thích order cái gì rồi, muốn order cái gì rồi. Yeah, I know the price, I know what I expect. Đó thì anh Kaden đã biết được luôn là cái khoảng cái giá tiền của đồ uống là bao nhiêu và cái chất lượng anh Kaden có thể nhận được nó là như nào rồi. Nó rất là rõ ràng. One thing if you very creative, you want to do a whole new concept. Mm. Like really new in the market. Mm. It's challenging. Mm. No. I don't say it's impossible because yes. Every innovation need to take time for yes. people to understand. Yeah. Yeah, but it's challenging. Yes. Thì giả sử như bạn là một người rất là sáng tạo, bạn muốn tạo ra một cái chủ đề, một cái concept riêng của mình, thì với anh Kaden có thể nói là có thể, nó không phải là không thể, mà là nó sẽ hơi thử thách một chút, vì trong cái quá trình mà thi công, trong quá trình vận hành, nó sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn để có thể truyền tải được cái thông điệp mới đấy cho một cái thị trường mà bạn đang nhắm đến. We can see most of the concept in the market. They will try to take reference from this and that, so they will like how to say, they will like, I don't say this is copy, but they will like try to have reference and build and combine their idea and build a concept. This is a very safe way because yes. The consumer behavior, because they are familiar. Yes. When they see this, they will have an idea that this is a coffee shop. Okay. Well, roughly they know what kind of coffee is selling here. Yeah, yeah. Thì hiện nay các bạn có thể thấy trên thị trường một số người sẽ hình thành concept bằng việc đó là mình sẽ lấy các cái tham chiếu từ một số các cái concept khác để mình có thể lồng ghép với nhau và mình lồng ghép của ý tưởng của cá nhân vào. Thì với anh Kaden đây là một cái việc, một cái cách rất là an toàn, vì là khi bạn đã có những các cái concept cũ rồi, đúng không? Thì khách hàng đã bắt đầu có một ít là quen với cái concept đấy rồi, thì họ sẽ cảm thấy đỡ bị bỡ ngỡ, đỡ bị ngợp trước một cái cửa hàng mới khi mà bạn mở ra. Họ đã biết ở trong đấy có đồ uống gì và họ có thể mua cái gì rồi. And there is some, I see there's some concept is really like not match. Of course, you will not know all these coffee shop. I just pass by and I see like what they do. The concept is really strange. For example, I saw a coffee shop. Game center playing PS4. So they just try to put two things together and did not try to like blend it well or thinking how to tell the message to the consumer. They just put something together or nail and coffee or something. Yeah. No, okay. Combine two things suddenly. thì có một số quán thì hiện tại anh Kaden khi mà đi ngang qua thôi
thì có thấy là cái concept nó đang bị hơi bị không được rõ ràng. Tức là có những quán thì họ vừa làm quán chơi PS4 này, đúng không? Và cả quán cà phê, hoặc là một số quán vừa kết hợp cả nail cả cà phê, thì họ đang chỉ đơn thuần là gộp hai cái thị trường kinh doanh, hai cái mảng kinh doanh hoàn toàn khác nhau thôi. Tuy nhiên chưa có cái sự phối hợp để làm sao nó phù hợp trong một cái concept để có thể truyền tải được thông tin, truyền tải được cái thông điệp đến cho khách hàng. But also I experienced some shop they are really combine this really good. Yeah, like there's a few bookstore cafe. This is a really good combination. Đó, thì bên cạnh những cái ví dụ đó thì có một cái ví dụ mà anh Kaden thấy là cái sự kết hợp khá là hài hòa, đó là quán cà phê sách. Hiện tại bây giờ chúng ta có thể thấy rất là nhiều quán cà phê sách vẫn đang hoạt động tốt ở trên thị trường. Chúng ta đến đọc sách, cần một không gian yên tĩnh và nhâm nhi ly cà phê để thưởng thức cái cuốn sách của mình. And I think there's much more to working out. So let's see your creativity. Đó, thì đấy là một mà cái cách mà có thể kết hợp được, thì anh Kaden có chia sẻ là đấy, bạn có thể dựa vào đó để và dựa trên cái sự sáng tạo của mình để tạo ra những cái concept theo kiểu kết hợp như vậy. So for me, I think concept is important because it's about for you to tell your customer what are you doing. Thì với anh Kaden thì cái concept nó là rất là quan trọng vì nó sẽ giúp cho cái khách hàng của bạn biết hiểu được bạn đang muốn làm gì và bạn đang làm gì. For me personal, I love the challenging concept. Tuy nhiên thì với cá nhân của anh Kaden thì anh Kaden lại thích những cái concept mang tính thử thách một chút. Yeah, we have two coffee shop project we partnership with people here. Both is also really challenging concept. I can say it's difficult to do. But I think we need to find a way how to improve it. Thì anh Kaden có hiện tại bây giờ bọn mình đang có hai cái dự án kết hợp với cả hai cái đối tác ở tại Việt Nam. Thì cả hai dự án này đều nằm trong cái nhóm đó là một cái concept mới và khá là thử thách. Tuy nhiên thì anh Kaden có nói là mình sẽ vẫn tiếp tục và tìm cách để làm sao cải thiện nó càng ngày càng tốt lên để phù hợp với cả thị trường này. Ok, thank you. Thì khi các bạn ra quán cà phê, các bạn có thể thấy là bây giờ mình đang có rất nhiều các cái phong cách uống khác nhau. Và một trong những cái phong cách đó hiện tại bây giờ khá là được nhiều sự quan tâm, đó là specialty coffee. Tức là bạn có thể đến bạn uống những cái phương pháp pha thủ công rất là nhiều loại hạt trên thế giới. Thì có một bạn đã đặt câu hỏi với anh Kaden, đó là vậy thì theo anh Kaden thế nào là một quán specialty coffee shop và liệu nó có phù hợp với cả thị trường của Việt Nam hay không, trong khi là người dân của chúng ta thì rất nhiều người vẫn đang thích những cái sản phẩm cà phê truyền thống. What is a specialty coffee shop and is a suitable for Vietnamese coffee market or not? Okay, so let's look at this question in two parts. Specialty coffee, and second question is suitable for Vietnamese market or not. Yeah. So first thing to understand, what is specialty coffee first? Okay, thì chúng ta sẽ chia thành hai thứ nhá. Một là specialty coffee là gì? Và hai là nó có phù hợp với cả thị trường Việt Nam hay không? Thì đầu tiên là vậy thì ý nghĩa specialty coffee shop. Thứ nhất, khi mà trong cái quán cà phê của các bạn ấy, các bạn có các hạt cà phê đến từ Ethiopia, đến từ Kenya và các bạn nghĩ đấy là coffee shop rồi, tuy nhiên nó chưa đủ. Đó. Thì với anh Kaden thì cái định nghĩa về specialty coffee shop đó là bạn có một hạt cà phê chất lượng cao, kèm với đó đó là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đó, có một cái tính minh bạch. Thì có thể là quán của bạn chỉ phục vụ cà phê Việt Nam, Arabica Việt Nam hay là Robusta Việt Nam, tuy nhiên đương nhiên là phải chất lượng cao nha. Và kèm theo đó là các bạn có những cái thông tin rất là cụ thể, rất là minh bạch, rất là rõ ràng về cái sản phẩm của bạn bán. So what is mean high quality? High quality, first thing, no defect. Yes. Yeah. Second thing is no negative flavor. Yes. Yeah. So has better and high quality flavor. Okay. But
Thì thế nào là chất lượng cao? Thì chất lượng cao với anh Jordan thì đầu tiên, thứ nhất là không được phép có những cái lỗi này, những cái defect này, và thứ hai là cái hương vị của nó sẽ không có những cái hương vị gọi là tiêu cực ấy. Đó, và nó sẽ là những cái hương vị có xu hướng là tốt và chất lượng tốt. So flexibility is something transparent. You can see where is the source coming from and who is the farmer or farm who working this, who is the roaster. Còn cái tính minh bạch nó thể hiện ở việc là khi mà bạn đến cái quán đấy thì bạn có được phép biết là cái cà phê này nó có nguồn gốc xuất xứ ở đâu, tại trang trại nào, ai là người rang cái cà phê này. Đó, đấy là những cái thông tin cực kỳ cụ thể và minh bạch về cà phê bạn đang được uống. Yeah, then you can call this specialty coffee. Đó. Và khi đã kết hợp được cả hai cái đấy rồi, hoàn toàn bạn có thể gọi đấy là một quán cà phê đặc sản được rồi, specialty coffee shop được rồi. So it is suitable for Vietnamese market. So we have to separate two things here. Coffee drinking culture and how to say, like we are talking about with everyone. Okay, this is something like every time a foreigner or even local people always get confused. When they talk about Vietnamese coffee, they always refer to bean. But when I say Vietnamese coffee bean, I refer to the green bean. Ok đó. Thì khi mà ở cái phần về cái việc phù hợp với cả thị trường Việt Nam hay không thì chúng ta có một cái ý như này, đó là khi mà kể cả người Việt Nam hay là người nước ngoài họ nói về cái cà phê của Việt Nam mình thì ngay lập tức là họ nghĩ ngay đến việc là cà phê pha phin. Còn với anh Kaden thì khi nhắc đến cà phê Việt Nam thì anh Kaden nói về cái chất lượng của hạt nhân xanh. Talking about bean from Bạc Dương, bean from Đà Lạt, bean from Cao Tát, Robusta from Gia Lai, Buôn Ma Thuột. Đó. They can have very high quality coffee bean as well. Đó. Thì với anh Kaden thì những cái nhân xanh mà đến từ những vùng như là Lạc Dương, Đà Lạt, Cầu Đất hay là cà phê Robusta đến từ Gia Lai thì những cái hạt cà phê đấy đều có thể có chất lượng rất là cao. So, we should focus more like who is your customer and what is Đó. Đó. Thì với anh Kaden thì chúng ta đừng nghĩ quá tập trung nhiều vào cái định nghĩa về specialty coffee shop, mà bạn cần nghĩ nhiều hơn về là cái thị trường, cái khách hàng tiềm năng mà bạn đang muốn nhắm tới là ai và cách bạn vận hành cái quán cà phê đấy như thế nào. One thing is a very not called strange, is weird in this market is all the people like when you think you do specialty and you like want to tell the message to the people in the industry who is in specialty coffee, become a customer. I can tell you this, they are not your customer. Your customer is always the people around. That living around or walking around the coffee shop. They can come every day. Thì có rất nhiều người khi mà mở một cái quán cà phê đặc sản, quán specialty coffee thì cái mà họ nghĩ đến là họ mong muốn truyền tải cái thông điệp về cà phê specialty đến với cả một số các cái đối tượng. Tuy nhiên thì với anh Kaden thì đấy không phải là cái đối tượng chính, cái đối tượng mà tiềm năng để mà quán của bạn có thể hoạt động một cách tốt, mà cái đối tượng mà giúp cho bạn cái quán của bạn vận hành được tốt đó là những cái người mà họ đang sống xung quanh cái quán của bạn, những người mà hàng ngày họ đi qua quán của bạn để đi làm, đi học hoặc đi chợ. Answer this Có câu hỏi thứ hai trong cái mục liên quan đến ý tưởng này, đó là có rất nhiều người thì hiện tại bây giờ đã có được mặt bằng rồi này, đã có sẵn một số các cái ý tưởng ở trên go back, please. Go back to the previous question. So I have a little bit add on about the specialty coffee suitable for the Vietnamese market or not. So, when we talk about specialty coffee, you can see there is more specialty coffee shop in Sài Gòn. For example, there's a one that really I can say quite successful is a Wash Coffee. It's very Yes. beautiful. Đó. Thì quay lại với cả câu trước đấy một chút thì anh Kaden có bổ sung thêm là chúng ta có thể liệt kê qua một số các cái concept về cà phê đặc sản tại Việt Nam, cụ thể là mình có thể thấy rất nhiều quán đặc sản ở trong Sài Gòn chẳng hạn. Và anh kia đừng muốn nhắc đến một cái mô hình mà hiện tại bây giờ việc kinh doanh của họ khá là thành công, đó là The Workshop. When you go there anytime, there
our customer. Thì khi mà bạn đến The Workshop thì vào bất cứ một thời điểm nào bạn cũng thấy là trong quán rất nhiều khách. Also, specialty coffee can make my tea. Yeah. As long as your bean meet the requirement I say just now, it's still specialty coffee. Yeah. Okay. Thì hoàn toàn là cái phin của Việt Nam mình cũng có thể làm specialty được nếu như mà bạn có một cái chất lượng hạt cà phê nó tốt giống như anh Kiều Đình có chia sẻ ở phần trước. So, phin is what I mean, that coffee drinking culture. Và cái phin thì nó là một cái văn hóa uống cà phê ở Việt Nam. Okay. So we you want to say some experience about the specialty coffee shop in the some country you visited before? Okay. When you talk about this, I visit to many countries like Thailand, China, Indonesia. Yeah. Indonesia somehow they still have the habit of culture drinking coffee because they are one of the biggest production. Mm. But go to Thailand and China, like many years ago, there is not really a coffee shop. Yes. Only the very commercial brand I saw everywhere is called Amazon Coffee. Amazon. Mm-hmm. So, but now you see specialty coffee shops are really developed in Thailand as well as China. Thì anh cứ muốn chia sẻ một số cái quán cà phê coffee shop specialty coffee shop ở một số các quốc gia mà anh cứ đừng đã từng được đi đến thăm, đến du lịch. Thì cụ thể ví dụ như là ở Indo, ở Thái Lan hay ở Trung Quốc thì các bạn có thể thấy là tại Indo là một cái quốc gia mà cũng xuất khẩu cà phê rất là nhiều và họ cũng có cái truyền thống uống cà phê lâu đời giống như ở Việt Nam chúng ta và dần dần bây giờ hiện tại thì cái thị trường coffee shop của họ về specialty cũng đã được phát triển. Hay là cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy đó là Thái Lan hay là Trung Quốc. Và thời điểm trước thì rất là ít các quán cà phê ở đó và anh Kaden có đi du lịch thì chỉ nhìn thấy một số các cái quán cà phê với cái brand đó là Amazon. Đấy. Yes. Nhưng thời điểm này thì mình có thể thấy tại một số các thành phố của Thái Lan như là Chiang Mai chẳng hạn, hay là ở Trung Quốc hay Bangkok nữa thì mình thấy rất nhiều các quán cà phê specialty mở ra với các cái mô hình, các cái thông điệp khác nhau và họ cũng đang rất là thành công. In Bangkok, I think it's really beautiful. Thì nếu mà bạn nào đã từng được đến Bangkok, Thái Lan rồi thì các bạn có thể đến thăm cái quầy reserve của Starbucks tại Bangkok, nó rất là đẹp. China, I think everyone knows the Starbucks reserve. Còn ở Trung Quốc đúng không? Thì chắc là những cái người mà yêu thích cà phê đều đã biết đến cái quầy reserve Starbucks tại Thượng Hải, nó cực kỳ lớn. And in China, there's around like 5,000 Starbucks. 5,000 Starbucks in China. In China now. Thì hiện tại bây giờ ở Trung Quốc thì có khoảng hơn 5,000 cái quán Starbucks đã được mở ở Trung Quốc rồi. So, do you consider Starbucks or Starbucks Reserve as specialty coffee? Thì các bạn có nghĩ là cái Starbucks và cái quầy Starbucks Reserve thì có phải là cà phê đặc sản hay không? Liệu các bạn nghĩ thế nào? Bao nhiêu bạn nghĩ là Starbucks thì không phải là specialty thì các bạn giơ tay cho mình xem nào. Ok, các bạn đã nhìn thấy cái nút là raise your hand chưa ạ? Wow. Mình thấy tương đối rồi, 5 6 7 8 cánh tay, 9 cánh tay rồi. Ok. Tương đối nhiều đúng không ạ? Ok. So Starbucks they have their normal store and their reserve store. Yeah. The reserve store is that they really try to do specialty coffee. Yes. Yeah. So specialty coffee, go back to the point, high quality, traceability. And Starbucks really did this too. They use high quality beans from different origins. Yeah. And traceability. They do fair trade. Yeah. Starbucks is starting all this fair trade thing. Yeah, yes. Thì quay trở ngược lại với cả cái khái niệm lúc nãy thì có thể thấy là ở Starbucks thì họ chia thành hai quầy. Một cái quầy cà phê phổ biến thông thường và một cái quầy là quầy reserve chuyên làm các cái dòng sản phẩm cà phê chất lượng cao. Thì ở quầy reserve các bạn có thể thấy là cái cà phê mà họ sử dụng, Starbucks sử dụng là hạt cà phê mà nhân xanh chất lượng rất tốt tại rất là nhiều vùng trồng trên thế giới. Và cái tính minh bạch của Starbucks họ đưa ra cũng cực kỳ rõ ràng và họ luôn luôn tuân theo cái việc đó là mình trao đổi gọi là fair trade, là trao đổi công bằng với cả những cái vùng trồng đó. Và Starbucks là một trong những cái đơn vị đầu tiên họ sử dụng
họ tiến hành cái việc pha chế đó với cả các cái vùng trồng. Yeah. What I can say is the roasting level of Starbucks is just more darker than what specialty expected. Yeah. Đó, thì chỉ có một điều duy nhất mà anh Kaden muốn nói về Starbucks, đó là với cái cỡ rang của Starbucks thì hiện tại bây giờ nó đang hơi đậm hơn so với cả những cái cỡ rang cho các quán cà phê specialty mà họ mong đợi bây giờ. Đó, thì với anh Kaden thì cái Starbucks quầy Starbucks Reserve nó vẫn đang là một cái quầy specialty đúng theo cái định nghĩa. Yeah. The only thing is Starbucks Reserve, the barista, somehow the consistency is not so good. I mean in the reserve bar. So maybe sometime you are lucky, you will have a very good extraction. Yeah. Dark roast specialty coffee. Yes. Sometime you will have a channeling coffee. Okay. Chỉ có một điều duy nhất mà anh Kaden thấy là hơi đáng tiếc ở quầy reserve của Starbucks, đó là các bạn barista vẫn chưa có một cái độ ổn định cực kỳ rõ ràng, nên là đôi khi bạn đến và uống bạn được một cái ly cà phê chiết xuất rất là tốt với cái cỡ rang dark roast, nhưng đôi khi thì bạn bị channeling, bạn gặp một sót channeling và nó khiến ra lộ những cái hương vị xấu của dark roast. It depends. So we have specialty coffee, we have to talk about many things, not only first thing of course about bean, then we talk about technique. Đó, thì luôn luôn về quán cà phê đặc sản chúng ta luôn nói về cái chất lượng của cà phê, và thứ hai liên quan nói về đến các cái kỹ thuật pha. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mình đi uống các quán specialty khác không phải là Starbucks đi, và mình đến mình uống lần đầu tiên mình thấy là một bình V60 này rất là ngon, và mình có hướng giới thiệu cho một bạn khác đấy. Thế là cái lúc mà bạn mình đến ấy thì uống thì nó lại không được ngon như mà mình mô tả, như là mình giới thiệu. Thành ra bạn ấy bảo là đâu quán này cũng bình thường mà. Đó, thì khi mà vận hành quán specialty coffee, ngoài cái việc là các bạn có một cái nguồn bean rất là tốt ra, thì cái bạn barista cần phải hiểu và phải kiểm soát được cái quá trình pha của mình rất là tốt, để cái chất lượng nó luôn luôn đồng đều, thì nó mới truyền tải được tốt cái thông điệp về specialty đến ở khách hàng. Yeah. One thing I think in Vietnam you have to proud about this is you have a very strong coffee drinking culture. Và với anh Kaden thì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta nên luôn luôn tự hào rằng mình có một cái nền văn hóa uống cà phê rất là mạnh, rất là lớn. And this is why you don't see a big Starbucks reserve here. Because for them, it's not worth to open up the market which they think like cannot meet their requirement or making profit. Thì đấy là lý do tại sao ở Việt Nam mình cái xưởng rang đấy, cái xưởng rang của Starbucks Reserve rất là khó để mở ở Việt Nam, vì họ nghĩ là khi mà mở ở đây thì do cái văn hóa cà phê của Việt Nam thì đã quá mạnh rồi, thì cái việc mà đem lại lợi nhuận cũng sẽ không được nhiều bằng việc là ở các cái nơi khác, nên là họ không có tiến hành là triển khai cái dự án này. It's the same also in Australia. Yeah, Australia have a really strong coffee culture for a long time. Yeah. So Starbucks also like not easy to expand there. Yeah. Và ở Úc cũng là một cái ví dụ tương tự, tức là tại Úc người ta cũng có một cái văn hóa uống cà phê rất là mạnh, và cái việc mà mở rộng của Starbucks tại Úc cũng khá là khó khăn. Okay, so we are go to the next question. Yes. Okay, you can drink the water. Yes. Yeah. Okay. Câu hỏi thứ hai trong cái mục này mà mình đã thấy có một vài bạn đặt ra, đó là với những người mà đã có sẵn về mặt địa điểm rồi, có sẵn một chút ý tưởng rồi, tuy nhiên chưa có bất cứ một cái kinh nghiệm nào trong việc kinh doanh cà phê, thì cái gì họ cần để có thể học này, có thể được biết trước khi mà tiến hành mở quán? You understand the question? People already have the concept, have the location, but don't have any experience in the coffee business. Okay. Yeah. So, first thing you have to think is, you want to open a coffee shop, you have idea. Yeah, yes. And first thing you have to think is, are you the operator or you are just the investor? Okay. Với những người mà đã có cái ý tưởng rồi, thì anh Kaden có muốn hỏi là bạn hãy đặt một cái câu hỏi cho bản thân, đó là sau này thì bạn sẽ là người vận hành quán cà phê đó, hay chỉ đơn thuần bạn là người bỏ vốn vào quán cà phê đó hay thôi, và là người đầu tư vào thôi. Most of the people they say like, oh, I'm the investor, also I'm operator. So I will categorize you as the operator. Okay. Một số bạn thì có nói là mình vừa đầu tư mà mình vừa muốn vận hành. Thì với những bạn đó anh Kaden sẽ xếp vào trong nhóm đó là vận hành luôn nha.
So no matter you are investor or operator, first thing is coffee shop. Unless you tell me like I open my coffee shop is not to making money. Okay, so this is different story. Yeah, but most of the people open coffee shop is a business. Yeah. Thì với anh Kaden, cái việc mở một quán cà phê thì nó là một cái công việc kinh doanh. Còn một số bạn sẽ đón anh Kaden là mình mở quán cà phê không phải vì là mình muốn kiếm tiền, thì ok, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi. So I think the most important thing with the way the coffee skill first, how to make coffee, what is menu. Yeah. We don't talk about that, we talk only think about the business. Yeah. How to operate, what you need is the management skill. Yes. Yeah. Human resources. Yes. Inventory manage. Yes. Yeah. Marketing and concept. Yes. Yeah. So I think this is more important than learning make menu. Yeah. Or like learning how to be a barista. Yeah. I see many people want to open coffee shop because we are the school here. Yeah. So we have many barista students come to learn barista. Yeah. They want to open coffee shop. Yes. No experience. Yes. Yeah. But I think that is not clear enough because the idea concept is not clear. Yes. The structure how to manage is not clear. Yes. How to run the business is not clear. Yeah. Yeah. Ok, hơi dài để mình nhớ. Ok, với những người mà họ mình bạn muốn mở quán cà phê thì bạn đã có ý tưởng rồi, thì bỏ qua những cái kỹ thuật liên quan đến việc là làm thế nào để tạo ra một shot cà phê espresso, làm thế nào để làm ra latte cappuccino, hay là làm thế nào để tạo ra một số các cái đồ uống trong menu như là trà, nước ép, thì các bạn nên tập trung vào cái việc về kinh doanh. Tức là mình sẽ có những cái phần mà bạn cần học về kinh doanh như là quản lý này, hay là ví dụ như là nhân sự này, quản lý nguồn vật liệu này, rồi thì marketing. Đấy là những cái mà bạn cần tập trung nhiều hơn. Vì là bọn mình là trường, nghĩa là đôi khi có những học viên đến gặp và học cùng với bọn mình, thì các bạn đến học các lớp barista cơ bản, các lớp về pha thủ công cơ bản và mong muốn là mở quán cà phê. Tuy nhiên khi mà trong cái quá trình học thì khi mà nói chuyện thì có những cái các bạn ấy chưa rõ, như là cái ý tưởng cũng chưa rõ ràng này, hay là tuyển nhân viên ra sao cũng chưa rõ này, hay là chế độ lương thưởng nhân viên như nào cũng chưa hề rõ, hay là các cái chiến dịch như là marketing chạy trong lúc mà khai trương rồi sau này khi mà vận hành như nào, các bạn cũng chưa có một tí ý tưởng nào cả. Thì với anh Kaden, trước khi mà mình mở quán thì đấy là những cái là mình nên tìm hiểu trước, có thể là tìm hiểu thông qua việc là đi ngồi ở các quán cà phê. Mình có thể đến ngồi các quán cà phê và mình xem là cái vận hành của họ khi mà vào giờ đông khách như thế nào, hay là các cái chương trình chạy quảng cáo của họ giữa các quán có cái gì khác biệt, và mình tạo những cái sự so sánh như thế trước. Yeah, first thing, when business, we always talk about ROI, kind of investment. So one of the good way, easy way is you go to a coffee shop, but you have a similar concept to you, and maybe you have you find a coffee shop similar concept and the location condition is similar. You sit there, you observe your customer. You see like roughly how many customer buying coffee every day. Yes. And from there, you can get a roughly number. Mm-hmm. Yeah. Not only going for one day, you have to go for a few days. Yes, of course. But if you have no time, actually you can hire a company to do the statistics for you. Okay. Đó. Thì khi mà mở quán cà phê, chúng ta luôn có một cái khái niệm mà chúng ta quan tâm, đó là việc thu hồi vốn. Đó. Thì để mà có được một cái hình dung về cái việc thu hồi vốn trong vòng bao lâu, thì các bạn có thể đến thăm, đến ngồi, đến uống tại một quán cà phê mà các bạn thấy là cái địa điểm của họ hay là cái concept của họ tương tự với cả những cái mà mình đang nghĩ trong đầu, thì các bạn sẽ xem là liệu một ngày có bao nhiêu người đến uống cà phê ở quán đó, và các bạn sẽ có một cái hình dung sơ bộ. Đương nhiên là bạn có thể đến trong vòng vài ngày chứ không thể đến một ngày duy nhất và lại đánh giá được. Còn nếu mà đơn giản bạn không có thời gian, thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái đơn vị họ sẵn sàng làm những cái công việc như là thống kê như vậy cho bạn, thì bạn có thể thuê một đơn vị để làm và chúng ta có cái báo cáo để ít ra mình nhìn xem là cái việc mà kinh doanh đấy nó có khả thi hay không. Yeah. And second thing you can see that what is this coffee shop doing good, what point they are doing good, what they can improve. So can start to observe. Also like for this you can see that the management, the human resources, the workflow. Khi mà ngồi tại đấy thì các bạn có thể xem được cái quán đấy họ vận hành thế nào, cách mà họ cải thiện cái việc vận hành ra làm sao. Ví dụ như là cái làm sao để tối ưu được cái workflow, tức là cái nguồn làm việc của nhân viên, để cái tốc độ ra đồ nó nhanh hơn được ạ. Đấy, thì những cái đấy các bạn có thể quan sát trong cái quá trình bạn đi thăm một cái quán cà phê nào đó. Yeah, most of the time I go
go to some coffee shop here, most problem I see is too much people in the shop walking in the same time. Okay. Thì có một cái điểm mà anh Kevin khi mà đến với các quán cà phê tại Việt Nam thì có một cái điểm chung anh Kevin ra là vào cái thời điểm mà đông, hoặc là kể cả có một số vài thời điểm đi, có rất nhiều các bạn barista đứng trong một cái quầy bar để làm việc. Thì vấn đề ở đây là đó là cái nguồn công việc khi mà mình thiết kế do các bạn barista nó chưa được tốt. Ok. Thì vừa rồi chúng ta đã nói chuyện qua về cái việc là mình hình thành ý tưởng chỉ cần những cái gì khi mà bạn mở quán, bạn cần những cái kỹ năng gì rồi. Vậy thì khi mà đã có ý tưởng và bắt đầu tiến hành và làm, thì làm thế nào để chúng ta có thể truyền tải được cái ý tưởng đó đến với cả khách hàng? Đó, thì chúng ta thử xem anh Kevin nghĩ gì về vấn đề này. Đó, how you can deliver the concept to the customer? How can the delivery the concept, the message, I mean the message to the customer? Yeah, first thing, of course, always visual. Thì mình có hỏi về việc làm sao chúng ta có thể truyền tải được cái thông điệp, truyền tải concept đến khách hàng. Thì anh Kevin có nói là cái đầu tiên chúng ta cần đó là cái visual, tức là cái cảnh quan của quán, cái khung cảnh của quán. Tức là những cái gì liên quan đến. Yeah, visual exposure. Thứ nhất là ngoài về mặt hình ảnh này, và thứ hai là liên quan đến cái không khí của mình. So I think most of the people here you know All Day Coffee, right? Mọi người ở đây đều đã biết đến All Day Coffee rồi đúng không ạ? Yeah. So when you walk in All Day Coffee. Thì khi mà các bạn bước vào All Day Coffee thì các bạn cảm thấy như thế nào? First thing I think all of you will feel the lifestyle, like what they want to create. Thì đầu tiên là ở đây có bao nhiêu bạn cảm thấy được cái lối sống mà coffee on, cà phê của On Day, cái quán cà phê On Day họ gửi tới khách hàng, thì các bạn thử giơ tay cái lối sống đặc mà signature mà các bạn thấy ở On Day. So mean the On Day coffee they deliver the message is very clear, right? Yeah, they deliver the message really clear what they are doing. So it's a place like a little bit retro, yeah, and give you the lifestyle. Yeah, the medium high end lifestyle. Yeah, so you can expect all kind of coffee here, and they say they roast every day, which they do. Yeah. Thì ví dụ khi mà đến On Day thì các bạn có thể thấy là có kết hợp giữa cà phê và bistro, thì các bạn có thể vừa có đồ ăn và vừa có thể có đồ uống. Và các cái loại đồ uống ở đấy thì nó khá là rộng. Ví dụ như các bạn có thể gọi pour-over hay là gọi espresso latte, vân vân. Thì đấy là một cái lối sống và cách sống mà mình thấy nó ở cái phân khúc sẽ là từ hơi từ trung bình cho đến cao hơn một chút. Đó. Suddenly want to think about coffee shop example. What I want to mean is the visual and the small field is always the first thing. Tell people your story, your concept. How do you think about the aroma? Yeah, this is second thing. Yeah. Aroma is the thing Starbucks is really care about. Yeah. And some shop in Vietnam like the Blackbird, always have the aroma, the coffee aroma in the shop. Yes. And when the customer come in, oh, this is very good coffee shop. Yes, aroma is another thing, because aroma is another sensory ability we have, which is really strong relate to our brain. Thì ngoài cái khung cảnh này, ngoài cái hình ảnh này, ngoài cái không khí, thì có một yếu tố nữa, đó là về mùi hương. Một số quán cà phê các bạn đến, các bạn có thể thấy là cái mùi hương ở đấy nó rất là đặc trưng, mùi cà phê đặc trưng. Mình có lấy ví dụ với anh Kevin đó là Blackbird. Rất nhiều các bạn đến Blackbird rồi đúng không ạ? Thì các bạn thấy là khi mà bước vào đấy, ngay lập tức các bạn ngửi mùi cà phê rất là thơm, và nó khiến cho việc là các bạn nhớ đến Blackbird rất là lâu. Bởi vì là cái mùi hương cũng như là cái việc khứu giác của mình, nó là một trong những cái mà giác quan mình sử dụng, và nó liên kết rất là chặt với cả những cái ký ức ở trong đầu. Nên là những cái mùi hương nó rất dễ để cho bạn có thể giúp cho nhớ ra cái quán cà phê đó. Yeah, somehow aroma and music is also one of the things in the atmosphere. So all these small elements you combine is what you want to tell your customer. Then second thing, we come to what
Ok. Thì sau thì là cái mùi hương này, và đôi khi là kể cả những cái bản nhạc bạn nghe trong quán cà phê ấy, thì nó cũng là một trong những cái phần trong cái không khí của cái quán đó. Thì khi mà bạn làm tốt hai cái điều đấy rồi thì bắt đầu chúng ta có thể bước sang đến cái thứ hai, đó là chất lượng về sản phẩm. High quality, of course, is important. Quality match to your concept. Because when you have a small field, customer already have the expectation. Ok. Thì sau khi bạn đã tạo được một cái hình ảnh tốt này, một cái không khí tốt này, thì khi mà khách hàng bước vào, ngay trong đầu họ đã có một cái mong đợi về cái chất lượng sản phẩm rồi. Đó. Và đương nhiên thì cái sản phẩm bạn mang ra nó cũng sẽ phải xứng với cả những cái mà không khí này, những cái âm thanh, những cái mùi hương mà bạn mang đến. Đó, để giúp cho là hai cái đấy nó hợp vào với nhau, thì lúc đấy cái khách hàng họ sẽ có ấn tượng nhiều hơn về quán của bạn. So a very good example here, drink one cup of cappuccino in, let's say, five-star hotel here, yes, in Metropole, yes, $150,000 to $180,000. Yeah, yeah. So the price and the I don't talk about the quality. So you expect like it's already expensive. Yeah. Mm. So you will not get shocked. Mm. But if you sell $150 to $180 a cup of latte in the street. Thì có một cái ví dụ, đó là khi mà bạn bước vào không gian của một khách sạn 5 sao như là Metropole, bạn order một cốc cà phê thì ngay lập tức bạn đã có được biết được cái giá mà mình sẽ cần phải trả cho cốc đấy là bao nhiêu. Có thể ok 150.000, 180.000 là bạn thấy là ok, hết sức bình thường. Nhưng mà nếu mà giả sử bạn ngồi một quán vỉa hè mà bất chợt bạn được nhận một cái giá mà nó rất là cao, chưa cần biết là cái chất lượng nó có tốt hay không, nhưng mà bạn sẽ thấy là bạn không có mong đợi cái giá đấy và không mong đợi cái sản phẩm đấy có xuất hiện ở trong cái concept này, trong cái cà phê shop này. Yeah. So for I walk in Highland, I already know what I'm going to pay. I walk in Starbucks, I already know how much I'm going Đó là cái lý do tại sao anh kia đừng có nói là khi mà Highland với cả Starbucks họ truyền tải thông điệp rất là tốt, đó là khi mà mình bước vào, ngay trong đầu mình đã có một số cái đồ uống mà mình muốn order và mình biết được luôn là cái chất lượng của đồ uống đấy nó như thế nào rồi. Ok. Thì ở cái phần mà liên quan đến xây dựng ý tưởng này thì có một cái nội dung mà mình thấy mọi người rất quan tâm rất là nhiều, đó là làm thế nào để có thể chọn được một cái vị trí để mở quán tốt, một cái địa điểm mở quán tốt. Ok. How can choose the good location? Okay, so this one have to go back to concept. Ok. Thì khi mà nói về cái vấn đề địa điểm thì chúng ta lại phải quay trở ngược lại với cả cái phần ý tưởng cũng như là concept. So in the market, like recently this few years, I have facing two different situation of the customer. One is already have location, no concept. One is have concept, no location. Thì khi mà đến với cả thị trường Việt Nam thì anh kia đừng gặp hai trường hợp. Một là đã có về vị trí nhưng mà chưa có ý tưởng. Và thứ hai là có ý tưởng rồi nhưng mà chưa tìm được vị trí. And what I can say is every area have their own customer group. Và có một cái tôi được muốn nói, đó là cả hai trường hợp đấy thì họ đều đã có sẵn những cái tập khách hàng ở xung quanh rồi. So for the resident area, I consider this area here is around is so there's a lot of apartment. So you know already know who is the customer. Ok, đó. Thì ví dụ như là với cái vị trí tại Decode hiện tại đi, là ngõ 37 Trần Kim Xuyến đi, thì anh kia đừng có nói đây là một cái vị trí mà xung quanh đấy có rất nhiều các cái tòa nhà văn phòng, và mình đã biết được là cái tập khách hàng của mình ở xung quanh này là ai rồi. Just open the shop, see me. Yeah. Yeah. See me just open right in front of the Vincom Vincom, Bạch Triều Tower. yeah. So you think who is your customer? Đó. Thì bọn mình có một cái ví dụ, đó là hiện tại bây giờ bọn mình đang có một cái đối tác là quán Simin ở ngay chỗ Đoàn Trần Nghiệp mấy hắc đấy, chỗ ngã tư á, thì họ mở đối diện với cả Vincom. Thì các bạn biết là cái đối tượng khách hàng chủ yếu chính của họ là ai rồi đúng không ạ? Very clear, right? Rất là rõ ràng luôn khi mà mở khu vực đó. So, Simin is a concept, is have location first, Yeah. then think about concept. Yeah. So they are very, very clear, like,
who is your customer, who is your customer. Yeah. So they make the concept suitable for their customer. Thì Simin họ đã có sẵn cái vị trí rồi, họ đã sẵn được cái đối tượng khách hàng họ muốn nhắm đến rồi, thì ngay lập tức là họ sẽ tìm một cái concept, một cái ý tưởng làm sao phù hợp nhất với cả cái đối tượng khách hàng đấy. Vậy là xong rồi. So if you already have concept first, then first thing to think is your customer and try to find the location that have your customer group there. Thì cái thứ hai là khi mà nếu mà bạn đã có ý tưởng rồi mà chưa có vị, chưa có địa điểm nữa, thì cái mà bạn cần nghĩ đến đó là cái đối tượng mà bạn đang muốn nhắm tới với cái concept của bạn là ai, và mình sẽ tìm một cái địa điểm làm sao mà cái đối tượng khách hàng ở mà mình mong muốn nó họ tập trung ở đấy nhiều nhất. And in Vietnam, some location is a really good example, quite parking. Đó. Yeah. So you need to be easy access. Thì chúng ta thấy là ở Việt Nam mình ấy, thì cái việc sử dụng phương tiện cá nhân ấy, nó khá là nhiều. Nên là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng với cả việc tìm với địa điểm đó là mình sẽ phải có một cái chỗ để xe, đỗ xe một cách rất là tiện. I think this is location and product. Comparison. Okay. Câu hỏi thứ hai về cái phần liên quan đến xây dựng ý tưởng đó là có bạn hỏi là vậy thì giữa vị trí với cả sản phẩm tốt, vị trí tốt và sản phẩm tốt thì cái nào quan trọng hơn? Okay, I think still similar like important in between location and product. I think it cannot say which is more important. They are related. So first thing, who is your customer and what kind of product is it? Or you have the idea I have this product. So I want to find my customer for this product. Where is my customer for this product? Thì ví dụ như là anh kia đừng có nói là không thể, rất là khó để mà so sánh cái nào quan trọng hơn. Vì hai cái yếu tố này nó luôn luôn nó tương tác với nhau. Giả sử khi bạn đã có một cái địa vị, một cái vị trí tốt rồi, thì liệu cái sản phẩm của bạn nó có tốt không để bạn có thể giữ chân khách hàng? Mình thấy có rất nhiều quán cà phê mở ở vị trí địa thế rất là lớn, rất là to. Xung quanh là có thể có những cái đường lớn, có chỗ để xe. Tuy nhiên cái sản phẩm mà họ đem đến thì chỉ có thể hấp dẫn được khách lần đầu tiên khi mà họ đến, họ nghĩ à chỗ này tốt, chỗ này rộng, chỗ này thoải mái. Nhưng mà khi mà uống đồ uống rồi thì họ đâu có quay lại đâu. Nhưng có những chỗ thì họ lại thấy được không gian nó nhỏ nhưng cái chất lượng đồ uống tốt họ vẫn có thể họ đến. Rồi. Còn nếu mà ở cái phía thứ hai, nếu mà bạn đã có một cái sản phẩm tốt rồi, tức là ok bạn là một người mà pha chế cà phê rất là tốt, bạn có nhiều các công thức rất là độc đáo, thì bạn xem là với những cái công thức đấy và những cái đồ uống, những sản phẩm tốt đấy thì liệu nó sẽ phù hợp với cả những cái đối tượng khách như thế nào, và bạn cố gắng bạn tìm một cái địa thế, chỉ cần đơn giản là họ có cái đối tượng khách bạn nhắm đến nó nhiều ở khu vực đấy thôi. Ok. And this part. Ok. Và câu hỏi thứ ba liên quan đến trong cái quá trình mà xây dựng đó là vậy thì khi mà mở quán cà phê ấy, thì việc mà lựa chọn hạt cà phê nào và máy pha cà phê nào sẽ phù hợp với cả cái quán nhất. Yeah, okay. So this one, refer back to the concept again. chúng ta có thể thấy là tất cả những cái mà chúng ta đang nói phía sau này nó liên quan rất chặt chẽ đến cái ý tưởng, đến cái concept. If the customer they are used to like a more traditional coffee. Yes. Yeah. So you cannot serve like a medium roast coffee because it's too sour for them. Yes. So coffee bean and quality have to depend on your customer group first. And equipment is depend on the capacity. Capacity. Okay. Capacity mean in peak hour. It doesn't mean. Yeah. I know you buy coffee machine. The seller will tell you my machine can make 100 cup a day. Yeah. Or 200 cup a day. Yeah. I can tell you if you make one by one every 2-3 minutes, one by one, one by one. You can make it in whole day, no problem. Any machine can do. Yes. But what I want to say here is, can your machine make a lot of coffee in the peak time or not? Yes. So this is the capacity. Thì nói về cái vấn đề là chọn hạt cà phê hay là chọn máy pha cà phê thì lại quay lại trở lại với cái concept một chút, đó là bạn xem là cái đối tượng khách hàng bạn nhắm tới họ là ai. Nếu mà họ là những người mà họ thích cái gu truyền thống thì bạn sẽ không thể nào chọn một cái hạt cà phê
với một cái mức độ rang ở mức trung bình vì nó sẽ tương đối chua đối với đối tượng khách hàng đó và họ sẽ không thể chấp nhận được. Và cái thứ hai là liên quan đến máy móc. Rất nhiều người bán máy, nếu mà bạn có tham khảo thì họ sẽ nói là cái máy của tôi có thể pha được 100 ly một ngày, 200 ly một ngày. Và anh Cường có nói là, anh Cường có nói là nếu mà cứ bạn cứ làm từng shot một cứ trong khoảng là 3 phút cho một shot thì gần như là máy nào cũng sẽ đáp ứng được cái yếu tố đó. Tuy nhiên, cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây là vào những cái lúc cao điểm, liệu cái máy đấy trong một cái khoảng thời gian cao điểm thì có thể làm được bao nhiêu? Điều đấy mình sẽ quyết định là mình chọn xem là một máy 1 họng hay là máy 2 họng hay là thậm chí là có thể là máy 3 họng. Thì cái việc mà các bạn có thể hình dung được cái giờ cao điểm có thể có bao nhiêu khách thì chính là cái việc mà ngay từ đầu khi mà các bạn đang đi khảo sát cái thị trường, đang đi ngắm nghía một số cửa hàng ấy, thì các bạn có thể hình dung là ok vào cái lúc cao điểm lúc 12 giờ đi, giờ ăn trưa đi đó, thì có khoảng bao nhiêu khách thì cần cái máy đơn hay là máy đôi. Sau đó thì khi mà mình về cái vị trí của mình và mình nhìn xem là cái khối lượng khách hàng họ cứ di chuyển xung quanh kênh và mình ước chừng là ok có thể đáp ứng được cái giờ cao điểm khoảng đấy thì mình sẽ phải chọn một cái máy đôi để tránh tình trạng là mình mua một cái máy đơn, đúng không? Mình sau đó thì mình nghĩ là chắc là lúc đầu chưa có nhiều khách đâu, hoặc là mình chưa dám khẳng định là cái số lượng bán ra vào cái giờ cao điểm đâu. Sau đến lúc mà mua được một cái máy đơn, sau đến lúc giờ cao điểm không chạy kịp, khách hàng họ sẽ có những cái ấn tượng không được tốt vào cái thời điểm mà mình mới chạy khai trương. Họ tất nhiên là có ấn tượng không tốt thì họ không muốn quay trở lại. Và đấy mình bảo là ok bây giờ mình sẽ phải đổi sang một cái máy đôi. Lúc đấy tự nhiên cái chi phí của mình nó lại bị đội lên rất là nhiều. Đó. Và bây giờ cái máy một group đấy mình làm gì bây giờ? Bán lại à? Bán lại nên là mình lỗ hay là mang về nhà dùng? Và chưa kể là khi mà bạn chọn một cái máy đơn thì bạn sẽ set up một cái quầy bar, bạn sắp xếp mọi thứ trên quầy bar để phù hợp với cả cái máy đơn. Nhưng khi bạn đổi sang cái máy đôi, bạn sẽ phải thay đổi rất nhiều thứ trên cái quầy bar và nó trở nên là cực kỳ phức tạp. And the other way to choose equipment like coffee machine and bean is depend on are you doing like the kind of specialty coffee or high quality coffee or your customer or your product is more into like the traditional coffee. You can choose like no need to overinvest the machine, but it's not suitable to your model. Okay. Cái thứ hai đó là anh kia đừng muốn nói là cái ý tưởng cái concept bạn muốn mở ra thì cái quán cà phê của bạn nó ở phân khúc nào? Bạn sẽ là quán mà mình hay nói là specialty coffee hay là quán cà phê chất lượng cao hay là cái quán cà phê có xu hướng là gần sát với cả quán truyền thống? Điều này bạn sẽ chọn những cái máy móc làm sao nó phù hợp nhất để phục vụ tốt nhất trong cái phạm vi mà cái quán của bạn nó nhắm tới. Chứ bạn sẽ không nhất thiết là bạn phải bỏ chi phí đầu tư quá cao và nó sẽ không phù hợp với cả cái concept của bạn. Yeah, so first thing always look at the function and ask yourself, and I need this function or not? Đó. Thì khi mà bọn mình chọn một cái máy thôi thì bọn mình luôn luôn đặt một cái câu hỏi về các cái chức năng của nó. Vậy là liệu thực sự mình có cần cái chức năng này hay không? Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể là mình dựa vào những cái mình cần để mình phân bổ cái chi phí đầu tư vào những cái máy nó phù hợp nhất với cả cái nhu cầu. I can share to you my first coffee shop open. First coffee shop business experience is terrible. Okay. Thì anh Kaden có chia sẻ là cái kinh nghiệm mà kinh doanh quán cà phê đầu tiên của anh Kaden nó cực kỳ là kinh khủng. Yeah, it's about 10 years ago. Khoảng 10 năm trước. The market in Malaysia even not active specialty coffee yet. Thì cái thời điểm của Malaysia thời điểm đó ấy, thì họ vẫn chưa có biết nhiều đến cà phê đặc sản. And I said like many of you, the supplier said, this machine can make 100 cup a day. Very small one group. I buy that. Đó. Thì giống như một số người đang ở đây thôi thì anh Kaden cũng được một người giới thiệu là ok máy của tôi có thể làm được 100 cốc trong một ngày và nó chỉ nhỏ nhỏ thì anh Kaden mua ngay. Yeah. I think like my coffee shop I think I can sell a lot of latte or how many cup of cappuccino. Yeah. All is imagination. And how many of rice set and noodle because in Malaysia I have to sell food. Yeah. So I think that maybe also I will sell some bánh bao. Yeah. So I buy a steamer. Yeah. And I buy juicer. I buy blender. Yeah. In the end, I tell you many equipment I'm not using.
Ok. Đó, thì anh Kaden có hình dung là ok, một ngày mình chắc có thể bán được khoảng gần này cốc latte này, gần này cốc cappuccino, gần này suất mì, gần này suất cơm. Thì là ở Malaysia thì phải bán kèm với cả thức ăn trong quán cà phê. Và anh Kaden còn dự kiến là mình có thể bán thêm bánh bao. Nên là anh Kaden mua thêm một cái nồi hấp. Đó. Và cuối cùng là mua thêm cả máy xay đá này, rồi thì máy ép hoa quả. Và kết quả là có rất nhiều cái dụng cụ anh Kaden không dùng đến. Không ai gọi hoa quả cả. Cái nồi hơi hấp bánh bao cũng không dùng luôn. Và cuối cùng thì là phải mua một cái máy hai họng thay cho cái máy một họng cũ. And the most important is grinder. Before I buy machine, I upgrade grinder first. Because the small machine come with a small grinder. It cannot catch up my capacity. It become hot very fast. Thì trước khi mà đổi sang cái máy thứ hai thì anh Kaden có nâng cấp cái máy xay cà phê trước. Đó. Thì cái máy xay cà phê ban đầu thì là đi cùng với cả một cái máy xay, cái máy pha nhỏ, và nó cũng nhỏ tương tự. Nên là sau một thời gian hoạt động thì bắt đầu nó bị nóng lên. Nên là trước khi mà chuyển sang máy pha lớn thì anh Kaden thay đổi máy xay trước. Và anh Kaden thấy là cái đấy, cái máy xay nó quan trọng hơn. So I learned from experience and I start to go to learn like a different coffee class because I want to know like how all this thing, how all the extraction happen and what I need, what I don't need. Đó. Thì chính từ những cái trải nghiệm không được vui vẻ cho lắm như thế nên anh Kaden có tìm đến những cái lớp học về cà phê để xem là tại sao cái việc chiết xuất đó lại như vậy, và khi mà chiết xuất như vậy thì cái gì là cái mà mình cần lấy ra, cái gì là mình không cần lấy ra. So from that I learned and the second coffee shop and start to roasting, consult for people, help people to build up. Đó. Và từ những cái trải nghiệm như vậy thì anh Kaden bắt đầu là học, và sau đó thì mở quán cà phê thứ hai. Sau khi mở quán cà phê thứ hai thì bắt đầu mở xưởng rang và cung cấp cà phê cho những cái quán ở xung quanh, và sau đó là hỗ trợ mọi người trong việc là mở một cái quán cà phê như nào, hay mình hay gọi là set up một quán cà phê đó. Yeah, because I tell you like I'm a person lazy. I'm very lazy. This is why I always think how to improve the workflow, simplify the step. Yeah. Because when your step is simple enough for you to train a people who is you lazy enough until you simplify the step, which you can train people easily and the workflow can work smoothly, then you are success. Ok, không biết ở đây mọi người đã từng nghe đến một cái câu đó là nếu mà bạn muốn tìm cái cách nhanh nhất ấy, để làm một việc gì đó thì bạn hãy giao việc đó cho người lười. Và anh Kaden tự nhận là anh Kaden là một người khá là lười, nên là anh Kaden luôn luôn tìm cách để xem là có thể cải thiện được cái quy trình, cải thiện được cái workflow, làm sao mà mình phải làm ít việc nhất mà vẫn đưa được cái hiệu quả tốt. Để lười đến cái nỗi đó là tìm cái protocol, cái quy trình làm sao mà mình có thể dễ dàng để mình training cho những cái bạn nhân viên bên dưới, để cái thời gian mình phải training nó ngắn lại. Thế lười mà không muốn làm nhiều mà. Đó, thì dần dần những cái như thế nó giúp cho việc cải thiện những cái quy trình nó tốt lên. Ok. So đấy là tất cả những cái gì mà mình cần tìm hiểu trước khi mà mình bắt đầu tiến hành mình xây dựng cái concept, như là chọn máy, chọn hạt cà phê, chọn địa điểm. Và khi mà tiến hành mà mình xây dựng thì có rất nhiều bạn muốn hỏi là vậy thì cái chi phí đầu tư ở bao nhiêu budget? Chi phí đầu tư mà đổ vào trong một cái quán cà phê thì nên là bao nhiêu? Có một số bạn thì đưa ra ví dụ rất là cụ thể, như là em có một cái đất khoảng 50-60 mét vuông thì cái chi phí đầu tư em nên là khoảng bao nhiêu? Okay, so follow the square meter like let's say 50-60. Yeah. Okay. So I can say the peak of the sales of this coffee shop is about 8 to 10 million a day. 8 to 10 đây. Yeah. Ok. Thì dựa vào cái diện tích là lấy ví dụ ban nãy là khoảng từ 50 đến 60 mét vuông, thì anh Kaden nghĩ là tối trung bình cái doanh thu của bạn có thể kiếm ra trong một ngày đó là từ 4 cho đến 10 à 8 cho đến 10 triệu là tối đa trong một ngày. Yeah. So maybe your weekend higher or your weekend lower, weekday higher. So average. Thì có thể là ở cuối tuần bạn tăng lên, giữa tuần bạn ít, hoặc là có những thời điểm giữa tuần thì lại tăng và cuối tuần lại giảm, thì đấy là cái con số trung bình. Yeah. So first thing, you can have your investment budget.
And then you have to make an account calculation. To see if what I do is I can share to you, like always like this. First thing, I will ask like, what is your investment budget? Then I will ask your concept, like how much you are going to sell per cup. So I will give you the costing of the ingredient, everything. So you try to see based on the price you set, and I roughly tell you, you offer this location, how many cup you can sell per day. So you calculate how long you need to take back this investment. Thì anh Kê Đường luôn có những câu hỏi đặt ra cho những người mà muốn tham khảo ý kiến rằng là đầu tiên là bạn có cái budget, tức là bạn có cái vốn đầu tư là bao nhiêu. Câu hỏi thứ hai đó là liệu cái giá đầu vốn mà bạn có thể bán được ở cái khu vực mà bạn đang muốn kinh doanh là ở khoảng bao nhiêu. Đó. Thì từ đấy bạn sẽ biết được là hoặc là cái thời gian bạn muốn thu hồi lại cái vốn đấy là bao nhiêu. Thì dựa trên những cái thông số đó bạn sẽ biết được là một ngày bạn cần phải bán được doanh thu là như thế nào. Và trên cái giá trung bình đấy thì là một ngày phải bán được bao nhiêu cốc cà phê hay cụ thể là có bao nhiêu khách. So you can adjust this few things. So average for coffee shop like a medium big size. Big size I don't mean the one like 1,000, 2,000 square meter. Big size is just mean like 100 to 200. So the investment for coffee shop suggests not more than $100,000. Not more than 2 billion. 2 billion. Yeah. With the medium size. With the medium big size. Yeah. If more than 2 billion, it's very long return investment. Thì với những cái mô hình mà cái diện tích nó rơi vào khoảng là trung bình cao, ở đây là rơi vào khoảng dưới 100 mét vuông. 100 to 200. Với mô hình mà rơi khoảng từ 100 đến 200 mét vuông, thì anh kia đừng có nói là cái chi phí đầu tư thì đừng nên vượt quá 2 tỷ. Còn nếu mà bạn vượt quá 2 tỷ thì cái thời gian thu hồi vốn của bạn nó sẽ rất là dài. Ở đây mình không nói đến những cái mô hình mà họ khoảng vài nghìn mét vuông. Đấy là những cái mô hình nó hoàn toàn khác rồi. Đó. This is based on the average experience of people. I did communicate with many coffee shop and asking about their return investment situation. So this is average what I get. Not more than $100,000. Thì anh Kaden có rất là nhiều bạn ở trong cái giới cà phê, họ cũng đang kinh doanh với các cái mô hình khác nhau cũng như là các cái diện tích khác nhau. Thì với cái thu thập của anh Kaden thì hiện tại các quán mà thu hồi vốn mà là tốt ấy, thì cái chi phí đầu tư đừng vượt quá 2 tỷ cho những cái không gian khoảng 100 đến 200 mét vuông. And how about the 50 to 60 mét vuông? Is lower down. Yeah, you can lower down and also see what you are going to sell, who is your customer, and how many cup you can sell per day. Then you can adjust your investment. Thì với những cái không gian mà mình có cái diện tích nhỏ hơn thì các bạn có thể lấy cái trung bình của cái không gian kia để các bạn mường tượng xem là cái khoảng tối đa chi phí đầu tư mình có thể đưa vào là như thế nào, và sau đó thì bạn sẽ hiệu chỉnh dựa trên những cái như là thị trường, khách hàng này, hay là cái giá bán đầu vốn trung bình của các bạn, để các bạn điều chỉnh cái vốn đầu tư làm sao cho phù hợp. For 60 square meter, I think it's lower down, slightly lower down, 25 to 30%. Mean about around 1.5 million. Not more than this. Thì với những cái không gian khoảng 60 mét vuông thì các bạn có thể giảm đi khoảng 25 đến 30%, thì nó rơi vào khoảng tối đa khoảng 1.5 tỷ. Đấy là mức tối đa để bạn nên đầu tư rồi. Because the space is already limited for customer flow. Tại vì là cái không gian nó đã có một chút cái giới hạn về cái nguồn khách hàng của mình rồi. And which the part need to focus more, I mean the budget distribution. So this 1.5 is this $100,000 is just a benchmark like for standard or normal renovation, buy equipment, operation, capital to operate the business. So in the situation like, let's say you own the location or you rent the location, it will be slightly different. Thì mình có hỏi anh Kaden là vậy thì trong cái chi phí đầu tư đó thì mình nên phân bổ cái chi phí đấy như thế nào cho nó hợp lý. Thì anh Kaden có nói là với cái chi phí tối đa là 1.5 tỷ đấy, nó sẽ bao gồm những thứ như là tiền thiết bị này,
tiền renovation also, right? Yeah. Đó. Thì cái tiền thi công này rồi thì là và cả cái chi phí dự trù cho việc vận hành để cho cái quán của bạn có thể vận hành được nữa. Đó. Thì khi mà muốn phân bổ thì đầu tiên bạn sẽ phải đặt câu hỏi là cái đất đấy của bạn là đất cho bạn sở hữu hay là mình đang thuê lại. So they want to put more investment on the land for the long term, so they spend more and to build like a better quality. So the investment maybe will go beyond and higher, but that is fine because this is your land. Yeah. You are not worried like a landlord coming and take back the land and lost everything in the building. Yeah, yeah. So in this case, you can slightly increase because the property belongs to you. Đó. Thì trong trường hợp bạn đang là chủ sở hữu của cái mảnh đất đấy. Thì bạn có thể đầu tư vào cái mảnh đất đấy nó lớn hơn một chút vì là bạn là chủ sở hữu nên bạn không lo lắng về cái trường hợp là bạn bỏ vốn đầu tư vào đấy sau một thời gian thì bị đòi đất thì đương nhiên bạn sẽ mất tất cả những cái gì mà bạn đã đầu tư vào cái mảnh đất đó. Thì trong cái vốn đầu tư thì khoảng 50% 50% vậy. 50% nó sẽ được đổ vào những cái như là nguyên liệu này, như là cái như là máy móc trang thiết bị thì đấy chính là những thứ mà sẽ giúp cho bạn lấy lại các cái lợi nhuận về. For example, the POS machine, the espresso machine, grinder. Ví dụ như là cốc chén này hay là tủ mát, tủ đông, máy post hay là kể cả máy pha cà phê của bạn thì thôi. Đây chính là những cái dụng cụ giúp bạn có thể kiếm về lợi nhuận. And this investment for a place, no matter you are rent or your own property is fine. Even like for a rent location, if so bad luck, the owner asks you to get out, all the equipment you can move. Because it's an asset. It's your asset. Okay. About the rental, right? Yeah, but if you spend a lot on the renting house, you move out and everything is gone. Thì như mình có nói lúc nãy thì với cái trường hợp là bạn đang thuê cái lại cái địa điểm đó thì là bạn sẽ cần phải cân nhắc rất là kỹ xem là bạn muốn đổ cái chi phí đầu tư vào cái thi công như thế nào. Nếu không trong trường hợp là chủ đầu tư hết hợp đồng họ muốn đòi lại thì gần như là cái phần thi công của bạn coi như bạn mất. Ok, bạn có thể mang máy của bạn đi. Đúng không? It's a safe, right? Yeah. Bạn có thể mang các máy móc của bạn đi sang một cái cơ sở mới thì cái đấy bạn sẽ không bị mất, nhưng ví dụ như cái liên quan đến thi công thì những cái đấy bạn cần phải cân nhắc. Đó. Yeah. So try to balance this and you have to keep at least 3 months for your working capital. Đó. Thì anh Gordon có nói là bạn nên cần phải tính toán và giữ lại ít nhất nhá là 3 tháng. Cái chi phí khoảng 3 tháng để giúp cho quán có thể duy trì được trong vòng 3 tháng. Yeah. Most of the business, not because their business not good or something, it's because they are breaking their cash flow. They have no working capital, so they have to stop the business. No. Yeah. So this is very important, which many people are missing. No. Okay. Đó. Thì có rất nhiều trường hợp là các quán thì kể cả khách của họ không phải là vắng, tuy nhiên họ vẫn phải quyết định đóng quán vì là cái cash flow, cái dòng chảy tiền của bạn của họ không được tốt nên là họ vẫn không thể nào mà vận hành tiếp được. Ok. Đó. Thì sau khi mà các bạn đã có được ý tưởng này, có được cái vị trí này, có xây dựng xong xuôi rồi thì bây giờ sẽ đến cái phần là bạn vận hành cái quán đó. Thì chắc hẳn ở đây sẽ có một vài hoặc là rất nhiều hoặc là gần như là đại đa số là đang là các chủ của quán cà phê đúng không ạ? Thì vấn đề nhân sự luôn là vấn đề mà khiến chúng ta phải đau đầu nhất. Đó. Luôn luôn làm việc được vài tháng xin nghỉ, làm việc nhưng mà chất lượng công việc thì không cao, thường xuyên đi muộn, rồi thì chất lượng đồ uống ra thì phập phù đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần đó là liên quan đến quá trình vận hành. Thì đầu tiên mình sẽ trước khi mà mình làm thì mình sẽ phải đi tuyển nhân viên đúng không ạ? Đó. Thì vậy thì khi mà tiến hành phỏng vấn thì cái gì là cái mà chúng ta cần để nói chuyện với cả các cái ứng viên trong cái buổi phỏng vấn đó, những cái thông tin gì chúng ta cần đó.
Yeah, this is really depend, but most of the thing we will ask is about the experience. Yeah. Yeah. We will ask like what is their working experience, and the thing we always ask is what is the reason they leave the previous job. Yeah. And why do you want to apply for this job? Yeah, this is the thing we care the most. Yeah. Thì về cái câu hỏi đặt cho các cái ứng viên khi mà họ đến để phỏng vấn thì bọn mình luôn có những câu hỏi là đầu tiên là kinh nghiệm của bạn trong ngành cà phê là được bao lâu, thứ hai là tại sao bạn lại nghỉ cái công việc ở chỗ cũ, và câu hỏi thứ ba đó là bạn mong muốn hay là bạn tại sao bạn lại chọn cái quán của mình để là nơi làm việc tiếp theo của bạn. Ừ, đó. Thì khi mà trong cái quá trình trả lời, trong cái quá trình mà hỏi những câu hỏi đó, thì anh Kaden luôn luôn để ý đến xem là cái việc mà họ giao tiếp với anh Kaden như thế nào, hay là cái thái độ như thế nào. Thì với anh Kaden thì cái thái độ là một cái rất là quan trọng và được đánh giá cao, và luôn luôn đặt cái trách nhiệm lên để bên trên. Yeah, one of the important is how they willing to complete the job, with how serious you can see how serious are they in the job, and why it's always from the question like why they will leave the last job and why they want to work in the shop. So I can see most of the CV in the market now, the barista will say like, oh, the previous location is already cannot let me improve, and they come to your place because they want to learn more. Okay. So I think the first question I can accept, like, yeah, you want to, it's already reached some limit, like you cannot improve yourself. Yes. You need another working location. Mm. The second question is the key. Yes. So are you coming to learn and leave after you learn, or you learn and how you want to help me on the operation? Yes. So this is the thing I can ask. Okay. Thì khi mà mình làm một số các buổi phỏng vấn ấy, thì bọn mình thấy là cái câu hỏi đầu tiên là tại sao bạn lại rời cái chỗ làm cũ, thì các bạn trả lời là tại vì chỗ làm đấy thì nó đã đến một cái mức mà các bạn thì không phát triển được thêm về bản thân nữa, và các bạn muốn tìm kiếm một cái môi trường làm việc mới, và với chỗ làm mới này thì các bạn mong muốn là có thể học hỏi được nhiều hơn. Chúng ta thử phân tích cái câu trả lời một chút nhá. Ok, có thể là cái chỗ làm cũ nó đang đến một cái giới hạn mà bạn không thể phát triển được thêm. Vậy thì khi mà bạn đến với cả chúng tôi, bạn học những cái mới từ chúng tôi, vậy thì sau khi bạn học xong rồi thì có phải là bạn bỏ đi đúng không? Hoặc là nếu mà bạn học thì liệu bạn có khiến cho cả hai cùng phát triển lên hay không, hay đơn thuần là chỉ phát triển bản thân mỗi bạn hay không? Yeah. So you can pay attention on the answer. Yeah. I think you can feel it. Yeah. Đấy, thì khi mà chúng ta để ý hơn về cái câu trả lời thì hoàn toàn chắc là các bạn cũng sẽ có thể hiểu được là cái sự nghiêm túc của các bạn đối với công việc mà các bạn đang muốn đi làm là như nào. So sometimes when we help our customer do interview, yeah, because we are school, if we see like the candidate, oh, I want to learn coffee, okay, yeah, I will pass to my school cell to sell class. You want to learn? So you come here, I pay salary, and you come to learn. Yeah. Is something wrong? Please think about this. Yeah. And think about like last time, when you look for the job, you go to learn or you go to work. Yes. So I'm looking at the attitude. Are they really coming to work or they just come to learn? Yes, okay. Thì đôi khi bọn mình có hỗ trợ một số đối tác trong cái việc phỏng vấn. Thì đơn giản bọn mình cũng là trường đào tạo, nên là với những ai mà có câu trả lời là mình muốn đến để mình học, ok, mình có thể giới thiệu luôn, ở đây chúng tôi có những cái khóa học như thế này, và bạn có muốn học thì bạn đến đây bạn học. Còn khi mà đến quán để làm việc, nó khác với cả đến quán để học. Chắc là chả có ai mà vừa đi học mà lại còn được trả tiền để mà đi học. Đó. Nó rất là mâu thuẫn, đúng không ạ? Mình đi làm để mình kiếm tiền thì đúng, nhưng mà mình đi học và được trả tiền nghe nó cứ sai sai thế nào. Và hiện tại thì nó là cái vấn đề mà rất nhiều quán cà phê đang gặp phải ở đây. Thì một số quán đúng là mình thấy chất lượng của họ rất là tốt, nên là khi mà những cái bạn mà họ có cái sự nghiêm túc là làm việc thì bạn đi làm, và trong cái quá trình bạn nghiêm túc làm việc, tự bản thân trong cái quá trình đấy bạn đã được học hỏi thêm rất nhiều rồi. Thì đấy là cái học, và học ở đây là học theo những cái quy chuẩn của cửa hàng,
học theo những cái tiêu chuẩn và tốt của cửa hàng đó. Okay. Còn bạn muốn học sâu hơn cà phê thì bạn phải đi học các lớp về cà phê chứ, đúng không? Còn thời gian đi làm xong rồi thì tiếp khách hàng này, làm việc mệt mỏi thì cái lượng kiến thức đâu có được vào nhiều đâu. Bạn phải dành riêng thời gian để học, thúc đẩy cái việc học nó mới hiệu quả. And also, I think like in the beginning, you are not clear with the stuff. This is we are talking about business management part. Yeah. But when you are not clear in the beginning with the stuff, you also not sure what you want to do. So you always create the problem like the stuff also don't know what to do and they cannot work for long term. Thì chúng ta luôn gặp một cái trường hợp đó là mình không biết là chúng ta, hiện tại bây giờ bản thân mình đang muốn làm cái gì. Nên là khi nói chuyện với cả các cái bạn nhân viên, mình cũng khiến cho các bạn ấy bị mông lung về những cái việc mà các bạn sẽ làm ở trong cái quán. Đó. Và các bạn sẽ không có một kế hoạch dài hơi cho cái việc làm việc tại quán của mình. Thì đấy là cái nó nằm trong vấn đề liên quan đến quản lý, liên quan đến những cái management. Và cái đấy chính là cái các bạn phải học trước khi mà các bạn học về những cái như là công thức này, rồi cách pha vân vân. Don't worry about. Yeah. Yeah, for me, open shop recipe is the part I least worry though. The least worry. Yeah. À, thì với anh Kaden thì khi mà kinh doanh quán cà phê ấy, thì cái công thức ấy là cái mà anh ấy bớt, anh ấy không phải lo nghĩ nhiều nhất, bớt lo lắng nhất. Anh lo lắng nhiều hơn thì cái như là quản lý như thế nào, đúng không? The first thing is can make money. Đầu tiên là phải nghĩ xem là có thực sự kiếm ra tiền không đã, mới hãng mở, đúng không? Very important. Ok. So, and with some people ask about how to optimize the working result of staff. I think we talked before. Yeah, I think this is like about your idea, your business management skill in the beginning. Yeah. Yeah. It's about is your position is clear enough to the staff or not? Yeah. And is your position is have a clear career pathway or not? Yeah. Yeah. Đó. Thì có một số bạn muốn hỏi là làm thế nào để cải thiện được cái công việc của các bạn làm việc trong quán một cách là hiệu quả hơn hay là đem lại hiệu suất cao hơn. Thì như anh kia đừng có chia sẻ lúc nãy, chúng ta phải rất là rõ trong cái việc là cái vị trí của các bạn ấy tại cửa hàng là như thế nào, và ở tại cái vị trí đấy thì cái mô tả về công việc đã rõ ràng hay chưa, hay là cái lộ trình phát triển đã rõ ràng hay chưa. Thì khi mà các bạn có những thứ rất là rõ ràng trong đầu như vậy rồi thì các bạn sẽ làm việc một cách nó nghiêm túc và nó sẽ đem lại hiệu suất cao hơn. Yeah, just think yourself. You go to your shop. Yeah. Yeah. What you hope. Yeah. You always like you need a target like what you want to achieve in this job. So is the company provide the condition I can achieve? Ta luôn luôn đặt câu hỏi đó là khi mà bạn đến làm việc ở đấy thì cái mong muốn của bạn khi làm việc ở đấy là như thế nào, cái vị trí bạn muốn được lên là ra sao, và cái công ty, cái môi trường làm việc đấy họ có đưa ra những cái phương án để cho bạn phát triển hay không. Thì bản thân chúng ta là chủ đầu tư, chúng ta cũng sẽ phải nghĩ lại cái việc đấy. Thì khi các bạn đến làm việc, chúng ta liệu đã có một cái quy trình, một cái lộ trình để cho các bạn phát triển trong thời gian dài để đảm bảo các bạn gắn bó hay chưa? This is also a trading. Yeah. So I give you the stage, I pay salary and exchange you to contribute to help me to build the business. Yeah. Thì đấy là một trong những cái mà anh Kaden có giới thiệu được và còn nói để mọi người hình dung được tốt hơn trong cái việc là mọi người có thể có được những sự. Okay. So we can go to the marketing. Okay. Not really marketing, but okay, call it marketing. Thì đấy là một số những cái chia sẻ về nhân sự mà anh Kaden muốn nói ở cho mọi người, để mọi người ít ra ở cái đầu vào ấy, ở cái phần tuyển dụng mọi người đã có được một cái nhân sự mà họ thực sự muốn làm việc cho bạn rồi. Còn đương nhiên cái việc mà họ làm việc dài hay không đấy là do bản thân của bạn đã có được một cái lộ trình phát triển cho người ta hay chưa. Thì những cái đấy nó liên quan đến những cái kỹ năng về quản lý thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn trước đó, trước khi bạn muốn mở một quán cà phê. Okay. Thì trong cái quá trình mà quán vận hành, cái mà chúng ta luôn mong muốn đó là mình sẽ phải thu hút được khách hàng đến với quán của mình. Thì nó liên quan đến một số các hoạt động bên lề mình hay gọi đấy là hoạt động marketing ấy. Ví dụ như là quảng cáo Facebook hay là một số các cái hình thức về giảm giá hay là tặng kèm. Thì có một bạn đặt câu hỏi là mặc dù quán của bạn đã có rất nhiều các hoạt động quảng cáo rồi,
có rất là nhiều các hoạt động giảm giá rồi, nhưng khách hàng họ vẫn không để ý nhiều và họ vẫn chưa có được cái sự tin tưởng về cái chất lượng sản phẩm của quán của bạn. Thì bây giờ bạn muốn hỏi là tại sao? Okay. You understand the question, right? Yeah, have English. Yeah. Okay. Yeah. So, okay. So, what kind of marketing activity are you doing? First thing, yeah, buy one free one. Yeah. Yeah. Or what? So, we cannot judge by only talking about marketing activity. But what kind of activity? I can tell you, buy one free one. This kind of marketing activity not suitable for specialty coffee shop. Yeah. Okay. Đầu tiên khi được hỏi là cái hoạt động mà bạn đang làm là hoạt động gì, có phải là hoạt động mua một tặng một hay không? Thì với cái hoạt động mua một tặng một đấy thì anh kia đừng nghĩ là nó sẽ không phù hợp với cả mô hình cà phê đặc sản. Yep. So, you say like you do a lot of marketing and you get a lot of people come. So first thing is to see what is your marketing activity and is this marketing activity are getting the right group of your customer here or not? If you get the big group, like which is not the right customer you target, they come here for your marketing activity, then after that, you will not see them again because they are not your customer. Thì bạn cần phải đảm bảo xem cái hoạt động của bạn nó đã đúng được với cả cái đối tác, với cả khách hàng bạn nhắm đến hay chưa. Thì có thể bạn làm những cái hoạt động rất là lớn, tuy nhiên cái đối tượng khách hàng khi mà họ dựa vào cái hoạt động đấy họ đến với bạn lại không phải là những cái đối tượng ở xung quanh bạn, những cái đối tượng bạn nhắm đến. Là sau khi sự kiện diễn ra xong thì họ cũng lại bỏ đi và không bao giờ họ quay trở lại nữa vì họ không phải là đối tượng khách hàng của bạn. Yeah, especially for the small coffee shop like us, have to be do the marketing more wisely. Wisely? Mean more smart. More smart. Yeah, yeah, more smart. Yeah, yeah, more carefully. Thì với những cái mô hình quán mà rất là nhỏ, tự như của chúng ta thôi, thì cái hoạt động marketing, hoạt động quảng cáo đấy, nó cần phải làm hết sức là cẩn thận và một cách mình hay gọi một cách thông minh. Yeah. Also, like most of the customer is around you. It's not somewhere someone come from very far. Yeah. So this is the thing you have to think: what kind of marketing activity can get your target customer come. And second thing is, how can you keep them is, are your product, your atmosphere, everything are matched to what they expect or not? No. Thì đầu tiên cần là cái hoạt động marketing của bạn cần phải nhắm đến đúng cái đối tượng mà họ đang ở xung quanh tại khu vực của bạn. Làm sao là thu hút được nhiều nhất? Vì là có những đối tượng bạn nhắm đến những người đang ở rất xa thì người ta không thể qua được. Và thứ hai là khi mà người ta đã nhận ra cái chương trình quảng cáo đấy rồi, thì cái sản phẩm của bạn cũng như là cái không khí quán của bạn nó đã thực sự phù hợp để sẵn sàng đón cái khách hàng do cái phương pháp marketing của, bạn mang lại hay chưa? Yeah. Okay. So now is the something not good because of COVID, right? Oh yes. Yeah. So some question is about the activity in the COVID time. I believe all of you see when lockdown, Facebook will full of cold brew takeaway. Yeah. Thì có một câu hỏi liên quan đến vào cái thời điểm COVID này thì mình nên làm các hoạt động như thế nào? Thì các bạn có thể để ý là vào cái thời điểm mà bắt đầu có cái lệnh giãn cách xã hội ấy, thì trên Facebook tràn lan luôn là các nơi bán về phương pháp pha cà phê là cold brew. Yeah, delivery. Và bán takeaway, bán mang đi. Yeah. So, it's so many choice now. So why should I buy your product? Hiện tại bây giờ có rất nhiều các cái nơi họ đã bán rồi. Nếu mà bạn đã vẫn chạy theo cái phương pháp của cold brew hay là ship mang đi, thì bạn phải đặt câu hỏi lý do gì mà khách hàng có thể chọn cái sản phẩm của bạn thay vì là sản phẩm khác. Yeah, and especially in the north of Vietnam, customer not the delivery or takeaway behavior is not as strong as in Ho Chi Minh City. Thì hiện nay giờ rất là ở thị trường miền Bắc thì cái việc mà mang đi nó vẫn chưa được phổ biến nhiều bằng các thị trường bên trong miền Nam. Yes, here customer prefer to go to cafe. Ở đây thì mọi người vẫn thích đến cà phê tại quán hơn. Yeah. So what is the question? That's enough. What is the activity to do? I think some suggestion. Yeah, you need to prepare the thing earlier. Most of the people start to think when pandemic is happened. Yeah. So after you plan everything, you
start to push the marketing to work, maybe the lockdown is finished, coffee shop go back to operation. Thì cái vào cái thời điểm Covid hiện tại bây giờ thì để mà nói là các bạn mà chạy theo phương pháp takeaway hoặc là cold brew thì có vẻ là hơi muộn rồi. Và rất là may là việc kiểm soát dịch của Việt Nam cũng tương đối là tốt nên gần đây một số quán bắt đầu có trở lại rồi. Thì mình thấy là hiện tại bây giờ một số bên họ vẫn làm cold brew tốt vì là họ có những hình ảnh về chai, được về đóng gói, rồi những cái thông điệp họ gửi ở trên laptop. Những cái bình cold brew đấy rất là tốt và khách hàng rất là ưng vì là bây giờ mạng xã hội nhiều mà, đó thì khi mà nhận một cái sản phẩm như thế trông nó đẹp thì mọi người có thể chụp ở nhà mình cũng có uống một cái chai ở mình trông rất là xịn. Thì hiện tại nếu mà trong trường hợp là nếu không may mà chúng ta lại bị giãn cách và chúng ta lại phải tiến hành delivery thì lần trước mình cũng có một ý tưởng là vẫn là các cái đồ liên quan đến cold brew nhưng mà mình sẽ đóng vào các cái chai nhỏ hơn và mình kèm theo một số các hướng dẫn để người ta có thể dùng những cái nguyên liệu nhỏ nhỏ đấy có thể pha được một cái thể tại nhà. Thế bây giờ người ta quay TikTok nhiều đó, cầm 2-3 lọ, một lọ là cam, một lọ là cold brew, một lọ là đường hay gì đấy và tiến hành là quay TikTok tổ các loại với nhau phân tầng thì mình đấy nghĩ thấy cũng là một ý tưởng và bạn cũng có thể triển khai trong cái thời gian nếu mà mình phải chạy theo quay. And not only plan during pandemic, if you want to think, you have to prepare earlier. Like start now, maybe. Đương nhiên là cái việc là bạn sẽ phải làm tương đối sớm, mình hay gọi là hai, mình sẽ phải bắt sóng á. Nếu không là đến lúc mà bạn mà làm muộn một tí là mọi người khác, người ta làm mất rồi. Đấy, thì lúc đấy mình bắt đầu làm lại hơi muộn. Yeah, because when pandemic start, you start to do, actually you don't get a good effect and you waste the effort. Lúc đầu là rất là khó trong cái việc mà bạn hoạt động hiệu quả bằng chiến lược marketing của bạn. Ok. Và một cái phần cuối cùng mà mình cũng thấy là kể cả đơn vị bên mình thôi, đó là ngoài đào tạo ra thì bọn mình còn có một cái nhãn cà phê là Dimension. Thì khách hàng luôn luôn hỏi về việc là cà phê thì dùng trong vòng bao nhiêu lâu. Đây cũng là cái mà nội dung cuối cùng mà mình muốn nói về cái vận hành quán cà phê, tức là liên quan đến phần nguyên liệu đó. Thì mọi người hay order khá là gấp cho bên mình, ví dụ như là gần hết cà phê bắt đầu bán và sau đó thì dùng cà phê mà mới chỉ được ra cách đấy khoảng vài ngày thôi. Và luôn luôn có cái feedback là cà phê chất lượng không được ổn định ngày hôm nay khác với ngày hôm sau và phải hiệu chỉnh rất là nhiều. Thì riêng với cà phê thì các bạn cần phải nhớ là sau khi mà cà phê rang xong thì cái thời gian mà để cho nó nghỉ sau khi mà ra với những cái cỡ mà cho espresso đôi khi nó sẽ kéo dài khoảng tối thiểu là 2 tuần cho đến thậm chí là 1 tháng. Thì lúc đấy cái chất lượng cà phê nó mới ổn định và bạn sẽ không phải hiệu chỉnh như quá nhiều về cái máy xay với các cái máy espresso. Đó. Thế nên là luôn luôn chúng ta sẽ phải có cái kế hoạch chúng ta order làm sao để mình dùng cà phê mà nó phải ở trạng thái là được ra sau để tránh tình trạng là chất lượng nó không tốt, không ổn định. Thì thông thường bọn mình hay khuyến cáo đó là do cái cà phê bên mình thì ra ở mức là medium dark, nó hơi đậm một chút thì các bạn sẽ phải chờ sau khi ra khoảng 3 tuần thì các bạn sẽ phải order một cái số lượng làm sao mà sau 3 tuần đấy thì cái cà phê đấy sẽ được sử dụng trong vòng là khoảng 1 cho đến 2 tháng đó, cái lượng cà phê bạn order đấy. Và đương nhiên cà phê thì cũng không nên để quá lâu và nếu mà cà phê mà để quá 3 tháng thì cái chất lượng nó sẽ giảm rất là nhiều. Đấy là một cái mình cần chia sẻ thêm cho các bạn đang muốn mua hạt cà phê để bán hiệu quả. Lo lắng cà phê thì có thể dùng trong vòng từ 2, tối đa là 3 tháng thôi. Nên là chúng ta cứ mạnh dạn lên để có thể order một cái số lượng tương đối lớn để tránh tình trạng là chúng ta phải dùng cà phê quá mới. Và đương nhiên là cái chất lượng cà phê mà nó không ổn định thì đấy là cái mặt hàng gọi là cốt lõi của cửa hàng cà phê mà. Thì khách hàng cũng sẽ có những cái đánh giá phản ứng không được tốt. Thì đấy là toàn bộ cái nội dung mà bọn mình muốn truyền tải trong cái buổi hội thảo trực tuyến về kinh doanh quán cà phê từ ý tưởng đến thực thi. Thì trong cái buổi này có lẽ là còn rất là nhiều các câu hỏi mà bọn mình không thể giải thích kịp được, không thể kịp có cái thời gian trả lời. Thì hy vọng là chúng ta Sơn ơi có một cái group Zalo đúng không? Chúng ta có một cái group ở trên Zalo rồi.
thì mọi người có thể là để lại thêm những câu hỏi, để lại thêm những cái thảo luận, hoặc là nếu với ai mà có mong muốn là tìm hiểu sâu hơn về việc là một cái quán cà phê để setup từ đầu cho đến cuối thì những cái bước đấy như thế nào, thì hiện tại bây giờ bọn mình đang có một khóa học liên quan đến việc đấy là setup quán cà phê, và cái link ở khóa học đó thì đã nằm trong cái nhóm của Zalo rồi. Thì nếu mà ai quan tâm thực sự muốn mở một quán cà phê cho riêng mình thì có thể tìm hiểu ở khóa học đó. Mọi thông tin bọn mình sẽ public ở trên fanpage hay là để trong cái group Zalo của mọi người. Anything want to ask them? Thì mọi người có muốn hỏi thêm gì nữa không? Nếu mà ai about có the thing we talked about. Về những cái mà chúng mình vừa mới chia sẻ với bên trên thì mọi người có thể giơ tay. We choose maybe three questions. Okay. Thì nếu bạn nào có câu hỏi thì các bạn giơ tay lên nhé. Thì bọn mình sẽ chọn khoảng 3 câu hỏi để bọn mình trả lời rất là nhanh thôi. Okay. Okay. Thì mình thấy có vẻ là cũng gần đến giờ trưa rồi nên là có vẻ là các bạn cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi đúng không ạ? Vậy mình xin phép là xin được khép lại cái buổi hội thảo trực tuyến về kinh doanh các quán cà phê từ ý tưởng đến thực hiện. À, mình có một bạn vừa mới giơ tay xong. Okay. Bạn nào? Khiêm. Khiêm. Khiêm mới mở cái mic của bạn ra đi, chưa nghe thấy bạn nói. Em mở rồi, các bạn chưa nói được. Các bạn chưa nói. Đó, bạn mở video. À, ok, mình lại không thấy bạn Khiêm đâu. Ok. Các bạn bạn ấy là có chi câu hỏi. Thì nếu mà bạn các bạn có câu hỏi thì cứ nhắn ở trên group Zalo thì bọn mình sẽ cố gắng là trả lời nhanh nhất có thể. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong một cái ngày thứ bảy đã đẹp trời, đã ở lại là xét hòa. Anh Hòa, anh Hòa giơ tay. Alo à? Alo. Hòa. Dạ, em muốn hỏi nếu mà ngoài những cái vấn đề như là chi phí rồi với lại vận hành thì mình em muốn hỏi thêm về cái giấy tờ pháp lý á, mà mình phải chuẩn bị á. I think this part like you can get a company to like because now have many company like we call like how to say management for your business setup. Yeah, so you get this company to consult you how to get all the legal paper. And I know in Vietnam there's one thing that's really important you have to do is the hygiene certificate. Yes. Em chào chị Hoa. Thì hiện tại bây giờ để mà nói về các cái giấy tờ pháp lý mà mình cần khi mà mở quán cà phê thì mình có một vài cái giấy tờ chính mà bọn em trong quá trình bọn em làm việc bọn em cũng nhận ra, đó là thứ nhất mình cần cái giấy phép kinh doanh đó. Và thứ hai đó là liên quan rất nhiều đến cái giấy phép thứ nhất an toàn thực phẩm đó, vệ sinh an toàn thực phẩm, thì đấy là hai cái giấy phép rất là lớn. Thì về giấy phép kinh doanh thì tùy theo mỗi một địa phương thì người ta sẽ yêu cầu cái cung cấp khác nhau một chút. Thì ở các địa phương thì vẫn có các đơn vị họ hỗ trợ trong việc là setup một quán cà phê hay là setup nhà hàng, thì họ sẽ rất là rõ việc là giấy tờ tại địa phương mình cần những cái gì về giấy phép kinh doanh. Còn về cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái giấy đấy nó sẽ đòi hỏi một số thứ đi kèm, ví dụ như là giấy khám sức khỏe của nhân viên, của chủ tư, hay là các giấy phép liên quan đến nguyên liệu mà chị mua cho cửa hàng, như là syrup rồi đá hoặc là chất lượng nước cà phê, rồi các cái máy móc có giấy tờ hay không, thì đấy là những cái giấy tờ chính. Còn một số địa phương thì họ cần thêm một số các giấy tờ pháp lý khác, thì cái này tùy theo địa phương thì sẽ có hỏi. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Hoa. Dạ. Đó.
kiếm vừa tính mở xong. Alo. Dạ mình nghe rồi. Em có một câu hỏi muốn hỏi đấy ạ. Ừ, bạn hỏi đi ạ. À, thì tại hiện tại ngoài các cái loại cà phê mà em đang bán ấy, gần đây thì em đang có một cái ý tưởng là muốn kết hợp các cái hạt cà phê với lấy những cái loại hạt hoặc là những cái loại hoa quả ở bên ngoài ấy. Thì mấy ngày hôm nay em có thử ấy, thì em thấy ví dụ như là hạt Robusta thì nó khá là hợp khi sử dụng cùng với các loại như là hạt sen hay là vừng hay là quả óc chó, quả hạnh nhân ấy. Thì mấy ngày hôm nay em cũng có đang thử là làm cái loại cà phê Robusta cùng với vừng hoặc là với hạnh nhân hoặc là với những cái quả óc chó, coi như là những cái loại nguyên liệu hạt ấy. Thì không biết là liệu nó có phù hợp không ấy. Có nghĩa là em đã thử nghiệm xong rồi, em uống thử thì em thấy nó khá là ngon. Nhưng mà em không biết là nó có hợp để có thể bán ra ngoài hay không. Ok, mình cảm ơn Tiên thì đã có hỏi rất là thú vị. Bọn mình thì con biết là nó muốn là kết hợp cà phê với cả các nguyên liệu khác, ví dụ như là các loại hạt, các loại trái cây. Tuy nhiên là mình nhận thấy là với hạt Arabica là hạt mà có tính axit cao thì nó sẽ phù hợp hơn với cả trái cây hơn so với hạt rô. Hạt Robusta của chúng ta, cái hương vị đặc trưng của nó chủ yếu là các cái nhóm nutty, caramel, dark chocolate. Thì khi mà kết hợp với cả các cái nhóm hạt thì bao giờ cũng sẽ đem là cái hương vị nó hài hòa hơn. Thì cái hướng phát triển của bạn mình nghĩ là rất tốt. Tuy nhiên, bạn muốn hỏi là liệu cái sản phẩm đấy khi bạn đưa ra thị trường thì nó có phù hợp với cả cái đối tượng khách hàng ở đấy hay không? Thì thứ nhất, luôn luôn bản thân mình thì sẽ là cái người nếm thì mình cảm thấy cá nhân mình là thấy ngon. Bạn có thể đem sản phẩm đấy để bạn mời cho một vài cái người mà bạn quen, số lượng thì là tùy, càng nhiều càng mời nhiều thì cái phản hồi nó sẽ càng chính xác. Thì giả sử nếu mà về mặt hương vị, mọi người bảo là hương vị đều tốt, đương nhiên là mình thì mình khuyến khích là luôn luôn là mời người nhà, thì là người nhà sẽ là những người mà đưa ra cái phản ảnh cực kỳ là sát nhất và gọi là trực diện nhất. Còn đôi khi bạn bè thì vẫn có những cái họ khách quan hơn, họ khách sáo hơn chứ. Thì khi mà cái hương vị mọi người thấy là ok, hợp với cả cái địa phương mình đồ, thì bạn phải nghĩ xem là cái hình thức của đồ uống của bạn đưa ra nó có bắt mắt hay không. Vì là một sản phẩm mới thì cái hình ảnh nó luôn luôn là cái mà đầu tiên nó sẽ đập vào mắt của khách hàng. Hoặc là về cái khi cái cốc đấy đưa lên, cái mùi hương nó đủ thơm chưa, đủ hấp dẫn khách hàng hay chưa trước khi họ đưa lên để họ uống. Và sau khi mà có được một cái hình ảnh tốt, có một cái mùi hương của cốc sản phẩm mới tốt đấy rồi, cái vị của nó ok rồi, thì bạn xem là liệu dựa trên cái sự kết hợp giữa Robusta với cả hạt sen hay là với vừng hay là với quả óc chó thì bạn có được một cái câu chuyện gì để kể về cái đồ uống đấy hay không. Đó, thì thứ nhất là mùi hương, cái hình ảnh nó giúp cho khách hàng nhớ lâu hơn, và kèm theo đó là có một cái câu chuyện nữa thì khách hàng nó sẽ mang luôn một cái bộ đấy để giới thiệu với cả người khác thì nó sẽ dễ hơn. Không, còn tell story. Đưa một cái hình ảnh câu thôi thì rất là khó để mà mình hay bảo là hình ảnh chỉ mang tính minh họa đấy. Yeah. Nhưng mà nếu mà có câu chuyện kèm theo thì nó sẽ tăng cái độ hấp dẫn hơn. Thì đấy là một trong những cái mà mình có thể gợi ý cho kia. Còn luôn luôn bọn mình thì bọn mình luôn luôn muốn thử cái mới, luôn luôn muốn tìm những cái đồ mới, những cái sự kết hợp mới để làm phong phú hơn. Vì như chúng ta nói ngay từ đầu buổi rồi đúng không ạ, thị trường cà phê không bao giờ nó đứng yên một chỗ, nó luôn luôn nó vận hành, luôn luôn nó phát triển, thì nó cần những cái sản phẩm mới, những cái suy nghĩ mới, những cái concept mới. Và cái cách suy nghĩ của Kiên thì mình thấy nó rất là hợp lý và nó hoàn toàn có thể phát triển được. Yeah. So all these small detail I think is marketing. Yeah. Yeah. So how you communicate with your customer. Yeah. Sau khi đã có những cái yếu tố đấy rồi thì người cuối cùng mình nghĩ đến việc là vậy làm sao để mình truyền tải cái mà mình mong muốn khách hàng. Like all the detail Việt say just now. Smell is also a communication with customer. Mùi như thế nào? How it look like, how it taste. Yeah. So you need a story. So and you tell customer. So it create the connection. Yeah. Thì chúng ta sẽ tổng hợp những cái yếu tố mình cảm nhận như là mùi hương này, hình dáng này, vị nó như thế nào và câu chuyện tại sao mình nghĩ ra cái sự kết hợp đó, để mình tổng hợp hết và mình truyền tải một cái thông điệp, mình thành một cái câu chuyện để mình kể cho khách hàng.
thì lúc đấy nó sẽ có cái sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa khách hàng với cả quán của chúng ta. Ok, đó là câu trả lời. Em cảm ơn ạ. Mình cảm ơn Kiên. Yep, okay. No question. Thì nếu mà không có thêm câu trả lời, câu hỏi nào nữa thì bọn mình sẽ xin dừng cái buổi hội thảo trực tuyến tại đây. Hy vọng là sắp tới sẽ có thêm nhiều các hoạt động giao lưu trực tuyến như này để chúng ta có thể tìm hiểu hơn về cái thị trường cũng như là các cái suy nghĩ của chúng ta trong các cái giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người. Okay, bye bye. Bye bye.